Phật Pháp ứng dụng. Chào nữa hôm nay nhân ngày lễ vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát của Thánh Vĩnh Nhuận năm Giáp Ngọ theo chương trình thì giờ này đại đức Thích Phúc Tiến trụ trì tu viện Tường Vân tại Sài Gòn trong chuyến quan pháp tại Hoa Kỳ và Canada lần này thì thầy cũng về lại chùa Bồ Lâm để thăm viếng hòa thượng cũng như sức khỏe của chư Tông Đức Tăng Ni ở tại chùa Bổ Long và hội thoại pháp thoại gửi đến cho toàn thể quý Việt Nam tín nữ Phật tử. Thầy biết là quý vị mong đợi ngày này rất là lâu, và từ năm 2008 đến nay thầy mới qua đây là lần thứ hai. Và đối với thầy Phúc Tiến thì thầy cũng không giới thiệu nhiều nữa, bởi vì chắc chắn là quý vị còn là những Phật tử đã mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi giờ, mỗi tháng vân vân đều nghe những hội pháp thoại của thầy qua địa giảng của Nghiên Quốc vân vân. Thậm chí quý vị có thể am hiểu là thầy thích mặc đồ màu gì và trong ngày mấy bữa, cho nên thầy có mất thời giờ thì sau đây thì chúng con xin cùng tỉnh đại đức bắt đầu có hội pháp thoại cho hàng Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch hòa thượng trụ trì chùa Cổ Lâm. Kính bạch toàn thể chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin được đê đầu đảnh lễ và thành kính tri ân hòa thượng trụ trì cũng như toàn thể chư tôn đại đức tăng ni đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi con có buổi thuyết pháp tại chùa Cổ Lâm này, và xin gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả quý Phật tử nhân dịp vía Bồ Tát Quan Thế Âm nhuần. Nguyện cầu Bồ Tát gia hộ cho tất cả các Phật tử thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. Anh là Phật. Xin thưa toàn thể các vị, trên bước đường lưu lạc của tôi mà đi đâu tôi cũng thấy mình không có lạc loài, đều được các Phật tử, nhất là những người cùng thân, cũng là cái gốc bản xứ của chúng ta từ Việt Nam, cho nên mặc dầu đi trên đất Mỹ nhưng mà cảm giác nó rất là quê hương, gần gũi, ấm cúng và không có cảm giác cô đơn. Nhìn ở đạo tràng tu học tại Mỹ thì cũng không có khác gì mấy so với tại quê nhà, trừ ra một vài đạo tràng lớn, một vài ngàn người tu học, thì trên cơ bản những đạo tràng một vài ba trăm là thường xuyên và có đa dạng khắp ở đất nước Việt Nam. Kể từ khi Phật giáo được phát triển, có các vị là tu sĩ được chư tôn hòa thượng đào tạo dạy dỗ
và trở thành những người tập tễnh trên con đường hoằng pháp và chia sẻ Phật pháp với quần chúng Phật tử, thì cái tinh thần tu học Phật tử ngày càng được tinh tấn và tiến bộ hơn. Và khi qua tại hải ngoại, tôi cũng có cảm giác là mỗi một ngôi chùa là một ngôi nhà tâm linh, là một ngôi nhà chung của tất cả chúng ta, là gạch nối để cho tất cả chúng ta, những người tha hương, có cơ hội gần gũi, chia sẻ và cảm thông nhau, giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau trên đất khách quê người. Đó là một cái điều mà rất là ấm cúng. Và tôi tin tưởng rằng trên tinh thần đó, văn hóa Việt được ăn sâu vào và có thể ảnh hưởng đến những người Tây Phương để họ càng hiểu và càng trân trọng văn hóa của chúng ta hơn. A Di Đà Phật. Và năm 2008 tôi cũng đi nhiều tiểu bang trên đất Mỹ, cũng gặp gỡ và chia sẻ với các Phật tử của chúng ta. Và sau 6 năm gặp lại, có gì thay đổi không hả? Riêng tôi thấy già hơn rất nhiều. Xin thưa các vị, sau 6 năm làm Phật sự, dấn thân làm Phật sự, thật ra mà nói, trên nguyên tắc cuộc đời đã thay đổi, nhưng mà áp lực công việc chúng ta càng thay đổi nhanh hơn. Rất có thể trước mắt tôi thì tôi không biết hết được các vị. Trong đây chắc tôi nghĩ tôi có thể biết được một vài người, nhưng mà không biết là có chắc chắn chính xác không nữa. Nhưng mà tôi có cảm giác rằng dường như ai cũng biết tôi hết á. Dạ, năm 2008 khi tôi giảng một bài giảng tại đây, các vị có nhớ chủ đề gì không ạ? Đúng ra là có quà thưởng liền. Tôi có chia sẻ với các vị cái bài giảng năm 2008 là tham ái là nguyên nhân đau khổ. Và trải qua thời gian 6 năm trời gặp lại, thì những cái cảm giác ngày nào đó chúng ta thấy nó không có xa, hình như cũng tại vị trí này và cũng đạo tràng này, nhưng có điều là hôm nay đông hơn. Và tôi hôm nay lâu rồi gặp lại các vị, trước hết là cũng thăm viếng, rồi đồng thời cũng muốn chia sẻ ít điều về Phật pháp. Dĩ nhiên Phật pháp nói chung chung nó cũng nằm không ngoài những nguyên tắc giáo lý căn bản đó, nhưng mà chúng ta nói chung là pha thêm hương vị này kia thì cho nó đa dạng. Chứ đúng ra giống như là người thợ nấu đó, đi học nấu thì công thức nó là như vậy, nhưng mà chúng ta pha chế được nhiều món hay không, có những cái hương vị khác nhau hay không, đó là tùy năng khiếu của những người học về vấn đề nấu nướng. Có những người học vậy đó nhưng mà ra mở nhà hàng không có được, nhưng mà có những người học như vậy đó mà người ta sẽ mở được rất nhiều nhà hàng. Nói chung đó cũng thuộc về cái năng khiếu của mọi người. Và việc Phật học cũng vậy, cùng học chung trường, cùng tu cùng học chung một lời dạy của Đức Phật Thích Ca giống nhau, nhưng có những người có điều kiện hoặc là có một chút năng khiếu hoặc là một chút là sở thích trong cái công việc này thì có thể giới thiệu đạo Phật bằng cách này cách khác như một phương tiện để đưa Phật pháp vào đời. Và cái việc tu học của chúng ta đó là cả một quá trình mà không dễ dàng gì chúng ta có thể đạt như Đức Phật, hay là như những học thuyết hay là giáo lý mà chúng ta đã từng chiêm nghiệm qua. Lời dạy của Đức Phật cho chúng ta cảm giác rằng sự giác ngộ, hạnh phúc, an lạc và giải quyết khổ đau dường như trong tầm tay và trong gang tấc. Nhưng mà thực tế của nó lại là một vấn đề khác. Có những người rất thành tâm, ứng dụng rất miệt mài, nhưng mà không có nghĩa rằng chúng ta có thể đạt được điều đó trong thời gian mà như chúng ta mong muốn hay là dự định ra. Có rất nhiều người khi đi tu cứ nghĩ rằng trong 5-3 năm chúng ta sẽ được điều gì đó. Và điều đó cũng giống như tôi ngày xưa trước khi xuất gia. Chúng ta cứ nghĩ rằng khi về chùa tu học là chúng ta đi là có người thân đưa, và đi bằng bộ hay là đi bằng xuồng, bằng ghe gì đó đưa tới chùa để chúng ta tu học. Nhưng mà chúng ta có một cái lòng đinh ninh rằng là cha mẹ hay là người thân ở nhà yên tâm, mai này con sẽ bay về chứ không có đi bộ nữa không. Và chúng ta thấy cái điều đó rất dễ và trong tầm tay, nhưng mà không đơn giản. Và vì vậy cho nên chúng ta mới đúc kết lại trong những cái kinh nghiệm
tu hành để chia sẻ với mọi người. Và qua đó tôi sẽ chia sẻ với toàn thể quý Phật tử hôm nay với bài giảng chủ đề là tu nhất kiếp ngộ nhất thời. A Di Đà Phật. Trước mặt tôi thì tôi thấy ai cũng tu nhất kiếp á. Các vị đã miệt mài trên con đường tu học rất lâu, nhưng gương mặt đã dường như là thâm niên trên lộ trình tu học, cho dù tuổi không quá cao cũng vẫn là như thế. Nhưng mà chúng ta có hiểu được cái câu thế nào là tu nhất kiếp và ngộ nhất thời không ạ? Thỉnh thoảng chúng ta thấy có một vài người chúng ta thấy lanh lợi trong một cái thời gian ngắn, họ có thể được một cái gì đó, cái chúng ta nói nhau là tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Hoặc là thấy một vài người tu hành gian nan mà không đạt được mục đích, cái chúng ta an ủi chúng ta thôi thôi tu nhất kiếp ngộ nhất thời mà. Thế như vậy các vị có hiểu cái câu tu nhất kiếp ngộ nhất thời là gì không ạ? Những gương mặt nào tu nhất kiếp trả lời. Ở đây thấy ai tu nhất kiếp à? Hả? Cô hiểu thế nào là câu tu nhất kiếp ngộ nhất thời? Dạ, con không biết. Không biết. Hiểu ý của nó không? Dạ không. Dạ không luôn. Hiểu tiếng Việt không? Dạ, không hiểu câu đó. Chỉ sợ rằng hiểu tiếng Anh cơ mà không hiểu tiếng Việt, thành ra không hiểu câu đó. Dạ, xin hỏi chú, chú hiểu thế nào là câu tu nhất kiếp ngộ nhất thời? Dạ. Dạ chưa hiểu. Dạ xin thưa thầy, mời chú. Thầy chỉ đọc mà con nghĩ là tu nhất kiếp thời là cái kiếp này là một kiếp thì ta tu, còn ngộ nhất thời là không phải qua kiếp sau kiếp sau kiếp sau nữa mà ngộ ngay cái kiếp này. Rồi cũng một phần đúng, cảm ơn chú. Hình như khi tới chú phát biểu thầy cảm giác chú quen quen á, dường như đã từng gặp thầy ở đâu đó rồi á. Dạ. À gặp thầy tại tu viện Tường Vân à. Dạ A Di Đà Phật. Vậy là với vấn đề là giác quan cũng còn đỡ đỡ xài được. Xin thưa các vị, hỏi các vị như vậy thôi chứ theo tôi thiết nghĩ khi nói câu đó ra là trong đạo tràng chúng ta đều có những câu trả lời của riêng mình và có những cái hiểu của riêng mình về câu đó. Thật ra câu đó là một cái câu mà không gì khó hiểu. Thật ra nó là một cái từ văn Hán nhưng mà nó dường như nó đã được Việt hóa rồi. Trong những từ ngữ đó không có gì để gọi là cần tải sâu sắc hơn nữa. Trong cái vấn đề hiểu tiếng Việt, chúng ta cũng có thể hiểu một cái câu Hán Việt như vậy, không có gì gọi là khó. Tu nhất kiếp là người ta muốn nói là tu thì lâu á, nhưng mà ngộ nhất thời thì ngộ rất là nhanh, rất là mau. Chúng ta hiểu nôm na bằng từ ngữ tiếng Việt là tu thì lâu đó, nhưng mà ngộ thì rất nhanh. Chúng ta hiểu như vậy thôi. Còn nếu chúng ta chiết tự ra, chúng ta cứ giải thích tu nhất kiếp là tu trong một kiếp, tức là kiếp là thời gian một đời người, là có thể một thời gian rất là lâu xa. Còn ngộ nhất thời là ngộ, là giác ngộ, là hiểu được, là vỡ lẽ ra một vấn đề gì đó. Nhất thời là trong một thời gian ngắn, nhất là một, thời là giờ, chỉ ngộ một điều đó ra trong một thời gian rất ngắn, có nghĩa là nhất thời. Vậy thì cái câu tu nhất kiếp ngộ nhất thời, chúng ta có thể hiểu ngược và xuôi đều được. Có thể một vấn đề chúng ta hiểu rất nhanh nhưng mà ứng dụng và làm rất lâu à. Cho nên quan niệm theo cái tu nhất kiếp ngộ nhất thời thì đây là một cái quan niệm nó gần với Phật giáo, mà chúng ta ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa. Trong cái quá trình Phật giáo Trung Hoa du nhập, nhất là con đường Thiền Tông, làm cho chúng ta hiểu một vấn đề là cái ngộ này nó nằm trong tầm tay. Cho nên thông thường chúng ta hay có những câu khuyên nhau, giống như là trong Pháp Đạo Bảo Đàn Kinh cũng nói câu là niệm trước mê là chúng sanh, niệm sau giác ngộ là thành Phật. Thành Phật nó nằm trong mê ngộ và niệm trước và niệm sau. Chúng ta thấy rất là gần gũi và chúng ta có cảm giác rằng thành Phật là chuyện không khó của bản thân chúng ta. Và nhiều người cứ nghĩ là như vậy. Thậm chí những người tu tịnh độ cũng cảm giác rằng là vãng sanh là cái chuyện dường như trong tầm tay một cách nhất thời nào đó.
một cái hành động nào đó, bằng niềm tin, bằng ứng dụng một cách cơ bản nào đó, chúng ta có thể vãng sanh được liền trong tích tắc thế này thế khác. Thậm chí có những người nấu cát mà muốn thành cơm, hộ niệm bằng những cái cách gì đó, và chúng ta cảm thấy rằng một người không có tu tập, chúng ta đem câu niệm Phật đến và chúng ta chia sẻ hết lòng hộ niệm, và chúng ta nghĩ rằng giúp cho người đó được vãng sanh. Tất cả những cái này, tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, mang cái nghĩa hơi ảo tưởng một chút, nhưng đó là một vấn đề khác, tôi không có trình bày trong buổi nói chuyện hôm nay. Xin thưa các vị, chúng ta thường khuyên nhau là quay đầu là bờ. Tức là trong một cuộc đời làm ác hay là sai lầm, hay là những cái lầm đường lạc lối của một con người, khi từ bỏ những cái lầm đường lạc lối đó, biết hướng thiện, biết quay về, đó là bờ, tức là cái đường chân chính, là cái lẽ phải, là cái đúng đắn. Thì đây là một câu khích lệ động viên để giúp cho những người thân, hay là đối với vấn đề hoằng pháp, thì gọi là giúp cho những người những hành động bất thiện, họ có thể lạc lối để quay về. Cho nên trong cái nhà thiền có cái câu là quan đồ đao liền thành Phật. Tức là trong cuộc đời làm đồ tể mang cái ý nghĩa là làm rất nhiều sai lầm, tội lỗi, có thể làm ác. Nhưng mà quan đồ đao có nghĩa là bỏ nghiệp ác đó đi sẽ thành Phật liền. Vậy thì bây giờ làm cho chúng ta cái hiểu về cái sự giác ngộ, nó trong tích tắc, nó trong nháy mắt, nó trong tầm tay. Và vì vậy trên cái vấn đề tu hành, chúng ta thường khuyên nhau, động viên nhau là hồi đầu thị ngạn, hay là quay đầu là bờ, hay là thấy bờ, để động viên khích lệ. Nhưng trên sự thật rằng thấy bờ nhưng để được đến bờ là cả một quá trình. Vì vậy chúng ta phải hiểu cái câu tu nhất kiếp, ngộ nhất thời qua rất nhiều góc độ khác nhau. Xin thưa các vị, con đường ngộ nhất thời là con đường của Phật giáo Thiền Tông. Nói thẳng ra là Thiền Tông của Trung Hoa. Cái Thiền Tông Trung Hoa xem cái sự giác ngộ đó, nó nằm trong nháy mắt. Và những hình ảnh mà giác ngộ, chúng ta có thể đọc qua các cái giai thoại thiền, chúng ta thấy những người ngộ rất là lạ kỳ, trong nháy mắt, trong tích tắc sẽ ngộ liền, mà chúng ta có cảm giác là không biết ngộ cái đó là ngộ cái gì. Và đời chúng ta nhiều khổ đau, có những lúc chúng ta khát vọng muốn được ngộ như vậy, để cảm giác rằng là ngộ đi mọi điều khổ đau sẽ tan biến. Cho nên vì vậy có những người rất là mong cầu mình được giác ngộ, để đừng phải vương mang gánh nặng những cái khổ đau, những cái phiền lụy, những cái lo lắng, những cái sợ hãi, những cái bất an trong lòng trong cái kiếp đời làm người. Cái điều này là một dạng tâm lý thường diễn ra như vậy. Cho nên chúng ta nhìn thấy cái quan niệm về tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, nó không phải là cái tính Phật giáo truyền thống, có nghĩa là Phật giáo nguyên thủy. Tôi phân tích để các vị hiểu từng góc độ một. Cho nên trong kinh Viên Giác có nói câu là tri quyển tức ly, bất tác phương tiện, ly quyển tức giác, diệt vô tiệm thứ. Thật ra cái câu này nó mang cái nghĩa của Phật giáo Thiền Tông Trung Hoa hơn là cái câu của cái kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy. Tri quyển tức ly là biết tất cả mọi thứ đều giả tạm, đều vô thường, ngay đó liền xa lìa, bất tác phương tiện, mà không cần làm bất cứ một cái cách thức gì để lìa. Cái nghĩa của câu đó là ví dụ như bây giờ nhìn cái nắp ly này, chúng ta biết là nó giả tạm, nó vô thường. Ngay cái giả tạm vô thường thì nó có còn hay cái mất, hay là việc gì đó, cái duyên sinh của nó, chúng ta không bận tâm. Và ngay chỗ đó chúng ta không dính mắc với chữ còn được mất của nó. Giống như bây giờ một đóa hoa này, hoa gì? Hoa hồng. Như vậy thì bây giờ nhìn một đóa hoa hồng, tự thân của nó chúng ta biết là tri quyển tức ly, là biết cái hoa hồng này vốn không thật. Tức là nếu một người giác ngộ là như vậy, có nghĩa giác ngộ rất rõ là tự thân của hoa hồng này, nó không có cái gì là thực chất của hoa hồng. Nó là một cái hợp thể duyên sinh, nó được hình thành từ những cái không phải hoa hồng. Và mai này một vài ngày nữa, trong vòng một tuần, 10 ngày gì đó, nó có thể trở thành những cái của chính nó, hay là nó có thể trở thành một cái gì đó. Và người giác ngộ nhìn thấy sự vật hiện tượng, nó đổi thay, nó duyên sinh, và nó tồn tại theo điều kiện và mất đi theo điều kiện như thế, có nghĩa là tri quyển tức liên. Tức là ngay đó chúng ta không dính mắc là hoa hồng, nó có đẹp thì cũng được, mà nó xấu cũng không sao, nó có tàn thì chuyện của nó. Tức là cái này tôi đem ra như một thí dụ của người giác ngộ, của câu là tri quyển tức liên. Tức là biết quyển liền xa lìa.
bất tác phương tiện là không cần thiết phải do một cái pháp môn, phải có một sự truy cứu, phải ngồi nghiền ngẫm hay là qua một cái gì đó để hiểu được điều này. À, đây là cái nhìn gọi là trực kiến của Phật giáo và đặc biệt nhất là Đại Thừa theo Thiền Tông. Vậy là tri quyển tức giác, khi biết thật sự là quyển liền giác ngộ liền, mà diệt vô tiệm thứ, không cần giai đoạn để giác ngộ. Như vậy thì bây giờ người biết ra nhận thức rất rõ, giác ngộ liền, thành Phật liền. Cái điều này nghe cái câu rất dễ, nhưng mà chúng ta xét lại mình, chúng ta thấy là không dễ tí nào. Và thậm chí bản thân tôi có thể lặp lại cái này hàng trăm lần, nhưng tôi không có hiểu nó là cái gì. Có thể tôi hiểu bằng ngôn từ, nhưng mà trong bản thân tự thể của tâm linh của tôi không thật sự là chứng đắc về điều đó. Cho nên các vị khi nghe cái câu đó, chúng ta nghĩ sao về vấn đề học thuyết Phật giáo của chúng ta? Đối với Phật giáo của chúng ta thấy là Đức Phật là giác ngộ tiệm thứ, chứ không phải là Đức Phật giác ngộ một cách trực kiến như vậy. Đức Phật không có giác ngộ trực kiến. Các vị nhớ cái thời gian mà Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề là bao lâu? 49 ngày. Và cái đêm cuối cùng Đức Phật ngộ liền hay là phải qua một cái thời gian? Chúng ta nhớ rằng Đức Phật giác ngộ trong cái đêm cuối cùng là từng phần và từng thời điểm của một đêm, tức là canh đầu, canh giữa và canh cuối. Như vậy Đức Phật không có vỡ ngộ như các vị thiền sư nói một câu gì đó à, ngộ liền, giống như vỡ cái gì trong đầu vậy đó. Nó không có cái đó. Mà chúng ta thấy giác ngộ rất rõ là trong canh đầu Ngài giác ngộ được là túc mạng minh, tức là Ngài nhìn thấy được những kiếp đời quá khứ của Ngài từ vô lượng kiếp. Bắt đầu Ngài từng phần chứng nhập vào sâu thêm, Ngài giác ngộ được thiên nhãn minh, tức là Ngài thấy con đường sinh tử tương lai của bản thân Ngài và chúng sinh trong kiếp luân hồi, trong kiếp tái sinh, tức là nhìn thấy những muôn triệu kiếp về sau, tức là đến canh hai. Và tới canh cuối Ngài mà chứng lậu tận minh, là chấm dứt hoàn toàn những nhân tố của sinh tử, của phiền não, của nhiễm ô. Như vậy cái tiến trình giác ngộ của Đức Phật là một thời điểm từ canh đầu, canh giữa và canh cuối, chứ không phải là đột nhiên Đức Phật giác ngộ và Đức Phật thành Phật. Và Đức Phật giống như là các thiền sư hay là những cái mẫu chuyện thiền của Nhật Bản hay là Trung Quốc. Vậy thì chúng ta thấy qua quá trình Phật giáo du nhập và phát triển, thì hình thức ngộ nhất thời này nó mang cái dáng dấp của Phật giáo Nhật Bản và Phật giáo Trung Hoa. Và Việt Nam chúng ta, các vị thiền sư trong giai đoạn tu hành, chúng ta đọc lại cái thiền sư Việt Nam, thì dường như cái cách nhận và ngộ của các thiền sư Việt Nam chúng ta cũng gần giống như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể tìm hiểu từng bước sâu hơn trong những cái phần cuối của bài giảng này. Nhưng trước hết chúng ta có thể tìm hiểu để nhìn nhiều góc độ của cái câu gọi là tu nhất kiếp và ngộ nhất thời. Cái câu này chúng ta hiểu nôm na là muốn làm một cái việc gì đó, muốn đạt được mục đích gì đó, muốn thành tựu một vấn đề gì đó, phải có thời gian. Như vậy thì bây giờ cái ý thứ nhất để chúng ta được hiểu cái câu tu nhất kiếp ngộ nhất thời là họ có thể đạt được mục đích hay là làm được một vấn đề gì đó, thì cái đó là ngộ nhất thời. Nhưng mà để mà thành tựu được mục đích đó, đó là phải có thời gian, có nghĩa là tu nhất kiếp. Như vậy để có một cái kết quả và đạt được một vấn đề nào mà chúng ta mong muốn, thì chúng ta phải trải qua một thời gian nhất định, tối thiểu nào đó, dài ngắn ở mức độ nào đó, để chúng ta có thể đạt được vấn đề đó. Thời gian đạt và mục đích để đạt là tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Bây giờ tôi cho thí dụ để các vị dễ hiểu. Các vị đều biết nửa cuối thế kỷ thứ 19, một cái bậc thiên tài mà một nhà phát minh của Mỹ đặc biệt nhất đó là ai? Edison, đúng không? Ông ta có mấy ngàn bằng phát minh như vậy. Nói chung là trên 1000 bằng phát minh. Như vậy một con người phát minh mà nhiều như thế là một con người đại tài. Mà hiện giờ chúng ta đang dùng những cái phát minh của ông đó là như giống như này. Cái gì? Đèn điện ha. Đèn điện là một trong vô số cái phát minh của thiên tài Edison. Các vị biết rằng để phát minh ra được điều này, ông phải trả giá và trải qua một thời gian rất dài. Ban đầu ông có thể tuyên bố với mọi người rằng ông sẽ cho cái kết quả này rất là sớm,
và nhiều người đã cùng mà bỏ tiền ra để đầu tư cho cái phát minh của ông. Nhưng các vị biết rằng ông đã đau đầu để thử nghiệm rất là nhiều thứ để tìm ra cái dây tóc của bóng đèn. Điều làm bóng đèn cháy thì rất là dễ, nhưng mà tìm ra cái dây tóc để mà có thời gian mà nó dài hàng trăm giờ, hàng ngàn giờ là chuyện không dễ. Ông thử từ những cái miếng giấy như thế này, ông đốt từ những miếng giấy rất là cẩn thận, rồi để ông vào trong môi trường chân không, rồi ông cho những nguồn điện để nó phát sáng đó. Rồi này cái nọ, nhưng mà nó chỉ vài giây là nó tắt. Sáng y như vậy nhưng mà vài giây nó tắt. Ông thử nghiệm rất là nhiều thứ. Ông thử nghiệm sơ dừa, rồi ông thử nghiệm các cái loại sơ khác. Thậm chí ông bứt râu của ông, bứt tóc của ông thử để coi là nó có thể đạt được cái thời gian mà nó phát sáng là bao lâu. Cuối cùng tất cả mọi thứ đều trải qua thời gian rất ngắn. Ông trong đó ông tìm được một cái loại kim loại có thể là làm dây tóc bóng đèn tương đối là cháy lâu hơn, đó là bạch kim. Nhưng mà bạch kim là một loại quá đắt đỏ, không phải dễ gì có thể chúng ta chế thành một cái đèn phổ thông cho mọi người cùng xài như thế này. Có thể nếu mà chế được cái đèn bạch kim mà chỉ có những tỷ phú như Bill Gates rồi xài thôi, thiên hạ ai xài cho được. Thì ở đây chúng ta thấy rằng ông nghĩ ra một cái gì tiện dụng nhất mà có thể mọi người cùng xài và nó bền bỉ mà giá thành lại rẻ. Các vị biết rằng trải qua một năm trời nghiên cứu như vậy, những nhà đầu tư bỏ tiền ra cho cái nghiên cứu của ông, người ta bỏ kiếp rồi, người ta hết tiền đến nỗi người ta la làng lên luôn, thậm chí người ta chửi bới ông luôn, giống như ông nói như vậy mà ông không làm được, giống như nói khoét vậy đó, hay là nói để gạt người ta, dụ người ta. Mà ông là một người rất là quyết tâm bỏ ăn bỏ ngủ đi nghiên cứu điều đó. Thậm chí đến con mắt của ông đau mà ông cũng không dám ngủ nữa, bởi vì ngồi suy tư nghiên cứu mọi thứ. Một hôm đó, tức là thời gian hơn một năm qua rồi, không tìm được một cái gì để có thể thích hợp hơn để thành công. Thì trong bữa đó ông ngồi ông gác tay lên trán, ông suy nghĩ vậy nè. Đang suy nghĩ thì tự nhiên cái cúc áo của ông á, nó đứt. Và trong cái cúc áo của ông nó rớt xuống á, thì nó có kéo theo một cái khúc chỉ như thế này. Và trong cái khúc chỉ tự nhiên ông lượm cái nút áo lên, cái tự nhiên ông nhìn trong cái cúc áo có khúc chỉ, cái tự nhiên ông lé lên trong đầu một cái gì đó. Và ngay lúc đó ông mới chạy đi, ông mới cắt chỉ để thử nghiệm liền, cắt từng khúc từng khúc từng khúc để ông thử nghiệm. Sau cuộc thử nghiệm đó đem đến một sự thành công mà ông có thể la làng được trong phòng thí nghiệm của mình, tức là quá thích thú đi. Thì ở đây tôi chỉ nói một cái giai thoại rất ngắn của sự nghiên cứu của ông, có nghĩa là để tìm ra được một cái dây tóc bóng đèn để cháy với thời gian hàng ngàn giờ như vậy. Thì nói thì dễ, hiểu vấn đề là như vậy, có nghĩa là ngộ đó, tức là hiểu một vấn đề vậy đó. Nhưng mà để làm được cái dây tóc này phải nghiên cứu, phải này kia, phải hy sinh với một thời gian rất là lâu dài. Cái đó chúng ta cũng có thể gọi là tu nhất kiếp nhưng mà ngộ nhất thời, tức là bỏ ra một thời gian dài để đạt được điều đó. Vậy thì khi đạt được nó rất là nhanh, nhanh với thời gian là khi thử nghiệm được là nhanh liền, nhưng mà để thử nghiệm được điều đó rất là lâu. Vậy thì cái thành quả đạt được là cái cuối cùng, nhưng mà không phải dễ gì có được. Bây giờ chúng ta thấy rằng đứng về mặt thời gian lâu xa, từ quá khứ vô lượng kiếp, thì chúng ta hiểu rằng trước khi có kết quả giác ngộ thành Phật cuối cùng tại Bồ Đề Đàm, thì Đức Phật đã trải qua hàng trăm kiếp để tu hành, để thực hiện Bồ Tát hạnh. Còn trong một cuộc đời lịch sử của Ngài, thì chúng ta thấy để có một sự giác ngộ với cội Bồ Đề, Ngài phải trải qua cơ bản là 6 năm trường khổ hạnh. Trong 6 năm đó, không chỉ riêng khổ hạnh không, mà Ngài còn ứng dụng nhiều pháp môn và Ngài có thể tu tập trong cái quá trình tìm đạo của Ngài. Bước đầu là tìm được với Ngài A La Lã Ca Lam, tu đạt được tứ thiền. Đến bước thứ hai gặp Ngài Quốc Đầu Lam Phất, tu tập đạt được tứ không thiền. Với thời gian đó Ngài đã bỏ công nỗ lực thành tựu được, nhưng chưa đạt được mục đích cuối cùng. Cuối cùng hòa nhập với nhóm 5 anh em Kiều Trần Như, là những người tu hành khổ hạnh. Mà Đức Phật là người ứng dụng khổ hạnh hơn tất cả những đồng đạo đang là. Cho nên thiếu điều xém một chút nữa là Ngài đã bỏ mạng bên bờ sông Ni Liên Thiền, tức là bén chết bên bờ sông Ni Liên Thiền, tức là không còn đủ sức để mà có thể gượng lên để mà tu tập được nữa. Nhưng mà nhờ bát sữa nàng Su Già Tha
để làm Ngài ngộ ra được cái con đường trung đạo và nhận thức cái con đường trung đạo để tu hành. Thì ngay cái chuyện mà giác ngộ trong đêm thứ 49, tức là sự giác ngộ cuối này, thì Ngài đã trả giá một thời gian rất dài. Sự trả đó chúng ta cũng có thể gọi là tu thì nhất kiếp, nhưng mà ngộ thì nhất thời, tức là thời gian dài để trả giá cho một đêm cuối cùng đó. Nếu không có một quá trình dài để trả giá đó thì cũng không chắc gì có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngay hiện kiếp này. Tức là cái nghĩa đầu tiên chúng ta hiểu cái vấn đề tu nhất kiếp ngộ nhất thời là như thế. Cái nghĩa thứ hai để chúng ta có thể hiểu tu nhất kiếp ngộ nhất thời là nhận ra được một vấn đề là rất là nhanh và hiểu rất là nhanh, nhưng để mà thực hiện được điều như chúng ta hiểu đó là điều rất khó. Đây là điều mà chúng ta đa phần chúng ta vướng mắc phải. Có những người biết rượu là tai hại đúng không, nhưng mà để gọi là bỏ dễ hay khó? Vô cùng khó. Có những người vì rượu làm hư nát cuộc đời của mình, có những người có thể vì rượu có thể làm mất cả sự nghiệp của mình, có thể những người vì rượu đã làm đau khổ những người thân trong gia đình. Và đôi khi mình chửi rượu, mình tức giận tại sao mình lại là như vậy. Mình hiểu rất rõ rượu tai hại như vậy, thậm chí rượu ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nguy hiểm, biết rất rõ như vậy, nhưng từ bỏ là một điều vô cùng khó. Cho nên cái biết đó là ngộ nhất thời, tức là biết ngay, nói, phân tích, bác sĩ nói, gia đình nói, những người thân khuyên, tất cả mọi thứ biết ngay, nhận hiểu ngay, biết rất rõ, và thậm chí biết cả mình sai. Nhưng mà bỏ cái sai đó dễ hay khó? Dường như có những cái bỏ cả đời, và thậm chí bỏ tới lúc sắp vào quan tài luôn, tới lúc đó không uống được nữa phải chịu. Nó là như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng biết rất rõ là ngộ đó. Có thể ngộ nhất thời, biết được liền, nhưng mà tu nhất kiếp, tức là thay đổi, chuyển hóa, chỉnh sửa nó cả một đời. Bây giờ các vị thấy rằng trên cái gói thuốc, không biết ở Mỹ thì sao, nhưng Việt Nam trên cái bao bì của gói thuốc nó có để chữ gì? Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Cái này người ta đã nghiên cứu rất kỹ, người ta biết chất nicotine làm giảm tuổi thọ, rồi các chất khói làm có thể ung thư cuốn phổi, mọi thứ. Và trong quá trình khi tôi có mặt tại Canada 2 tuần thì dường như trong quá trình nói chuyện tôi có nghe nói là ở bệnh viện Canada đó, mà biết một người bị bệnh ung thư và người đó hút thuốc á, là bác sĩ người ta sẽ không trị, và bên bảo hiểm người ta sẽ không trả cái tiền chữa trị này. Tức là người hút thuốc mà để bị bệnh ung thư và không bỏ thì người ta sẽ không trị, và người ta sẽ không trả tiền cho mình trị cái này. Có nghĩa là mình đã hiểu rất rõ, người ta cảnh báo mình từ ban đầu về cái sự nguy hiểm tai hại của thuốc, thì mình cầm vô mình cũng biết đó. Nhưng mà con người của mình rất là lạ, biết thì để đó, nhưng mà mình rất ỷ lại, chừng nào bệnh hay. Cơ bản là như vậy. Còn cái chuyện mà phòng xa, con người mình khó lắm. Cho nên ở đây có thể là hiểu biết, cái đó gọi là giác ngộ. Mà giác ngộ cái đó là nhất thời đó, biết ngay đó. Nhưng mà để từ bỏ thuốc hay là không hút thuốc là cả một quá trình. Thậm chí có những người bỏ 5 lần 10 lượt cũng được. Có người trước khi bỏ thuốc thiệt, đó là hút thuốc điện tử. Rồi hút thuốc điện tử rồi thời gian muốn không hút nữa mà ăn kẹo, tức là kẹo cai nghiện á. Từ từ người ta để bỏ. Thật ra biết và để bỏ đó là hai vấn đề khác nhau. Chúng ta thấy rất là rõ như vậy. Bây giờ tôi nói nè, bài bạc. Ai cũng biết cái câu bài bạc là gì? Các vị hiền thiệt á. Rất là hiền. Bài bạc là ông cố nội của thằng Bần luôn á, chứ bác cái gì. Các vị gọi là bác là quá hiền rồi đó. Biết bao nhiêu người tan nhà nát cửa là như vậy. Và thậm chí họ dẫn người thân mà bị mê bài bạc á đến gặp tôi. Họ nói thầy à, con hiểu rất rõ, con biết con chơi bài vậy là con hư hại lắm, con làm khổ vợ, khổ con, khổ gia đình, biết rất rõ thầy. Nhưng mà làm sao nó có cái con ma bài gì trong người á, nó chịu không có nổi. Tức là thấy là muốn ăn thua. Mà mình có cái cảm giác là như nè, thật ra mà nói con cũng không phải mê đến độ mà không biết gì,
Có những lúc con thua con thấy tiếc quá, tức là tiền thua tiếc quá, tiền của vợ của con của gia đình dành dụm hàng chục năm mới có được số tiền như vậy, con biết rất rõ chứ. Nhưng mà con cái điều con nghĩ là con sẽ chơi một cái dến nữa đó, là con sẽ hốt lại cái này để giống như là đắp bù những cái mà mình thua. Nhưng mà thật sự con nghĩ như vậy mà mọi điều nó không phải như vậy. Cho nên tôi mới nói rằng á, các vị sở dĩ thua bài nó có hai việc. Thua bài thứ nhất là vì tham, thứ hai là mình cảm thấy dễ ăn. Tức là các vị thua một con bài á, tức là tôi không biết cái cách đó nói làm sao, tức là mỗi một lần chơi bài chúng ta thua đó, chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta nói nếu mà bài lặp lại y như vậy tao sẽ thắng nó liền. Nhưng mà lỡ cái này, tức là mình thấy rằng cái thắng của nó lúc nào cũng trong tầm tay vậy nè, mình nghĩ cái sự lặp lại là mình sẽ có kinh nghiệm hơn và mình sẽ thắng. Nhưng mà chính cái đó đó, suốt đời mình không có cơ hội lại thắng. Đây là một cái chiêu mà chúng ta thấy rất là độc, và con người chúng ta là có cái giả thiết là như vậy. Cho nên có những người rất hiểu là mình thua như vậy cũng tiếc tiền tiếc của lắm chứ, cũng cay đắng lắm. Nhưng mà cứ thấy rằng cái ăn mình sẽ gỡ lại trong tầm tay vậy nè, tức là mình thua một cái dáng này mình thấy rằng sao dễ quá, mình sơ suất cái gì đó mình để thua. Cho nên mình nghĩ là nếu lặp lại cái này thì tôi sẽ không thua đâu, tôi sẽ hốt liền. Nà, cho nên mình nghĩ mình hốt liền, cho nên mình cứ đặt vô hoài. Thật ra mà nói, tôi nói các vị có cảm giác giống như tôi từng chơi, hiểu không? Sư thật là các vị, cái việc mà nói chung chơi bài ai không có chơi. Bản thân bài nó không có tội, ăn thua trong cây bài mới có tội. Chứ còn thiệt, cái trò giải trí, cái chuyện đó bình thường. Chúng ta ai cũng có quyền đánh bài, chứ thầy tu đánh cũng chả sao. Cái đó là thật sự là như vậy, đó là một trò giải trí rất là bình thường để chơi thôi. Giống như các vị nhớ kỹ, bóng đá không có tội, nhưng mà cá độ của bóng đá nó mới nguy hiểm. Sự thật ra ta bóng đá là một trò giải trí, một trò chơi mà tội lỗi gì. Nhưng tại vì chúng ta dựa vào cái bóng đá, chúng ta cá độ, chúng ta khổ, chúng ta chịu chứ. Chúng ta đổ thừa tại bóng đá mới bị này được. Cũng vậy, bài nó không có tội gì hết á. Tự thân của một cây bài là giải trí, là một cái các nghiên cứu của những người xưa đã để lại cho chúng ta cái cách vui chơi. Còn cái chuyện mà ăn thua sát phạt trong bài, đó là việc của chúng ta, là cái máu đỏ đen của chúng ta. Cái này chúng ta không có đổ thừa gì bài. Cho nên ở đây có những người nói muốn đừng chơi bài nữa thì đừng sản xuất. Sự thật bài đâu có tội đâu, người ta sản xuất để chơi mà đâu có sao. Còn cái chuyện sau lưng nó là cái gì, đó là chuyện của chúng ta, chúng lạm dụng nó để làm gì, đó là việc của chúng ta. Như vậy có những người hiểu rất rõ, tức là giác ngộ đó, biết đặng như vậy đó. Thậm chí có những người cố gắng để từ bỏ, mà từ bỏ một thời gian ngắn, rồi cuối cùng cũng quay trở lại với điều đó. Thậm chí có những người bán nhà bán cửa vì những chuyện chơi bài. Mỗi một lần ra đi một căn nhà, lòng tiếc, lòng đau, hiểu hết. Cả đời làm mới được một căn nhà, cả đời làm mới được một sự nghiệp, mà bây giờ vô đỏ đen biết rất rõ, biết đó là việc của chúng ta, nhưng mà lại chơi hay không là một vấn đề khác nữa. Cho nên á, vì tiếc nuối, tiếc muối, mất một không muốn, cuối cùng mất tới 1.000, mất tới 1 tỷ. Đây là cái điều mà chúng ta hay bị cái việc mà lôi kéo bài bạc. Vậy thì người ta ngộ được đó, tức là giác ngộ được vấn đề đó đó, nhưng mà từ bỏ một vấn đề vô cùng khó. Một cái chí phàm phu của chúng ta không dễ đâu, các vị nên nhớ vậy. Cho nên là tại sao cần phải nỗ lực, cần tu trong một cái quá trình dài của cuộc đời, là cái chuyện này không dễ tí nào. Cho nên Đức Phật dặn từ những người xuất gia cho đến người cư sĩ, ông đừng khinh thường cái tâm ý của mình. Các vị thấy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật có nói một câu rằng: bất khả tính nhữ ý, nhữ ý bất khả tính, đắc a la hán dĩ nải khả tính nhữ ý. Ông chớ tin tâm mình, tâm mình chẳng phải dễ tin như vậy. Khi đắc a la hán rồi mới có thể tin được tâm mình. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng tâm mình là một cái tên lừa đảo. Mình cho những giả thiết và mình tự biện hộ, và để mình tự dẫn mình vào sai lầm. Đây là chuyện của con người thường vương mang. Không phải họ ngu, để nói ngu trên cuộc đời này không ai ngu hết á. Nhưng mà mỗi một người có cái
cái ngưỡng chịu đựng về cái sự lôi cuốn của tất cả mọi sự tác động của khách quan khác nhau. Tôi có nói các vị trong một cái bài giảng là vượt qua chính mình, tôi có chia sẻ với các vị về cái bài giảng này. Xin thưa với các vị, trong cái bài giảng đó tôi có nói là mỗi một người có một cái ngưỡng chịu đựng. Tức là có những người bây giờ ví dụ mức độ này họ có thể chịu đựng được rất là dễ dàng, nhưng mà mức độ khác họ chịu nổi. Ví dụ bây giờ có những người á gớt 100 đồng phía trước mặt, 100 đồng Mỹ luôn á, nhưng mà người ta thấy bình thường, nhưng mà tới 1000 đồng Mỹ á, thì cũng không phải dễ chịu đâu à. Tức là cái mức của người này có thể vượt qua được 100 đồng thì dễ, nhưng mà 1000 đồng thì khó. Nhưng mà có những người khác rất là tự tin, tỉnh queo à, 1000 đồng đối với họ cũng là vấn đề. Họ sẽ gửi cho ai đó hoặc họ đăng báo là ai mất tiền này không, đến địa chỉ để nhận. Nhưng mà tới chừng 100.000 cái tự nhiên không dám đăng báo. Tức là chúng ta vượt được 1000, nhưng mà chúng ta không dễ dàng vượt được 100.000. Tức là đến mức độ lớn dần. Thì cái lôi cuốn của xã hội, những cái dục trần, những cái sai, những cái cuốn hút mọi thứ, thật ra với các vị, mỗi một người nó có cái ngưỡng khác nhau. Có những mức độ chiêu dụ tới đó, các vị thấy người đó rất là tỉnh queo, rất là tự tin. Nhưng mà tệ hơn cái đó, tức là hơn ngưỡng đã từng quân tập, đã từng tu học, đã từng kiềm chế, thì người đó sẽ vung vỡ. Từ tu cho đến đời nó là như vậy. Ví dụ người tu từng tu học tốt, cho nên cái mức độ kiềm chế và làm chủ được mình nó ở mức độ cao hơn, có thể cao hơn một người chưa từng tập tu. Nhưng mà nếu cái sự thử thách ở mức độ là với cái ngưỡng người này đã từng thực tập, thì người ta sẽ vung vỡ trước cái sự cuốn hút đó. Cho nên ở đây Đức Phật dạy một câu rất rõ: bao giờ còn có sự kiềm chế, còn có sự chịu đựng, còn có cái sự mà gọi là lấy ý thức để làm chủ lấy chính mình thì chưa tin. Cho nên có những người cứ vỡ mộng với cái người thân trong gia đình mình hoài. Có người nói trời chồng em tuyệt vời lắm, em tự tin lắm thế, mà không ngờ cuối cùng anh cho em một cái bài học như thế. Thật ra mà nói ổng là người phàm chứ không phải là thánh. Ổng có thể vượt qua rất nhiều cám dỗ một cách rất là đời thường, nhưng có những cám dỗ không thể vượt qua được. Điều này không trách, bởi vì những cái lôi cuốn của cuộc đời nó phải là đơn giản. Cho nên người ta mới nói là Phật cao thì sao? Phật cao nhất, nhất xích, tức là Phật cao có thước à. Ma cao nhiêu? Ma cao một trượng, có nghĩa là tới 10 thước là. Như vậy thì chúng ta có cảm giác là ma cao hơn Phật. Cái này các vị không phải hiểu như vậy, mà các vị phải hiểu là vậy nè: sự cám dỗ lúc nào nó cũng mạnh hơn cái khả năng kiềm chế của chúng ta. Chúng ta hiểu là rất rõ là như vậy. Cho nên sự tu tập tỉnh giác mọi thứ là cái điều mà người tu cần phải hiểu. Người đời các vị cũng vậy. Có những người rơi vào trong sai lầm không phải là họ không biết. Bây giờ tôi nói các vị á, những người nào có người thân bị ma túy, các vị sẽ hiểu điều này rất rõ. Những người nghiện ma túy, họ có thể mà đến một mức độ nào đó họ có thể hãm hại người thân của mình luôn, để họ có thể được một số tiền để hút. Tôi có nói các vị câu chuyện mà cái anh chàng mà anh giật cả dây chuyền cuối cùng của mẹ để mà anh đi hút á. Và trong cái quá trình anh giật, mẹ anh té đập đầu xuống dưới đất và để bị chấn thương sọ não và qua đời. Nhưng mà do anh giật anh đi liền, anh không có để ý. Rồi anh sau khi anh hút rồi xong xuống quay trở về thấy nhà làm đám ma, thì lúc đó anh mới hiểu ra rằng là lúc mình giật dây chuyền quá mạnh đó, mẹ mình té đập đầu xuống đất đi, nhưng mà do mình quảng quá mình chạy á, cho nên không để ý lại. Và cuối cùng là cái sự việc ra như vậy. Tức là khi cái cơn nghiện hoành hành thì cái đạo lý mọi thứ nó không còn là cái rào cản được nữa. Bình thường mình cũng hiểu con, mẹ, người thân, tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi một cái ham thích của mình nó thuộc về cái sự lôi cuốn của cái khoái lạc bằng tưởng tượng đó, nó làm cho con người mình không còn khả năng kiểm soát được bản thân. Nhưng mà các vị nên nhớ, những người hút thuốc phiện, cái cảm giác khoái lạc là khoái lạc bằng tưởng tượng chứ không phải là khoái lạc thật. Chúng ta ăn một miếng cơm, chúng ta ăn một miếng đồ ngon, đó là khoái lạc bằng thật. Uống một cái ly nước vừa sở thích với chúng ta, đó là khoái lạc thật. Nhưng một người hút thuốc, hoàn toàn cái sản phẩm này được dệt thiêu bằng ảo giác. Cho nên người muốn trị dứt cái căn của bệnh nghiện là phải trị từ cái đầu, chứ không phải là cố mà kìm cái miệng nó hay là cái thân đó. Các vị có thể xiền nó xùi bọt mép, có thể nó có thể chết được,
khi cái tư duy của nó tưởng tượng đến một mức độ là nó không còn khả năng kiềm chế. Cho nên chỉ tu tập tâm mới giúp được cái việc gọi là bệnh nghiện, chứ không phải là bình thường. Đây là một cái bài giảng tôi có thể chia sẻ trong một bài giảng là dường như là nuôi dưỡng chánh niệm. Bài giảng này tôi chia sẻ tại Pháp á, các vị có thể tìm nghe để hiểu sâu hơn về vấn đề này. Cho nên có những cái chúng ta không để ý, chúng ta lo kiềm chế bản thân, cuối cùng chúng ta có thể làm chết người đó. Người đó có thể thà chết bỏ chứ cái khát vọng này không dứt được, bởi vì họ không biết cái nguyên nhân từ đâu. Cho nên những người đó mà tu tập thiền được á, là những người đó vượt qua rất dễ. Bình thường các vị không vượt qua được, nhưng mà có những người chấn động về khổ đau của cuộc đời. Ví dụ cái anh mà làm mẹ chết á, ảnh chấn động rồi một cái là ảnh từ bỏ luôn ngay kể từ giờ đó. Và ảnh cuối cùng hàng năm tới mùa Vu Lan đó, ảnh về chùa, ảnh lại và ảnh sám hối những cái sai lầm ảnh đã làm chết mà những cái khát vọng riêng của mình. Hàng năm ảnh về ảnh lại Phật rất lâu. Và người ta cứ nghĩ rằng một chàng thanh niên như vậy tại sao quỳ trước chánh điện và lại Phật thành tâm và lâu như vậy. Và thậm chí có những lúc anh rơi hai hàng nước mắt. Như vậy thì trước kia tại sao anh không có kiềm chế được, dù mẹ anh khuyên bao nhiêu, nhưng mà tại sao bây giờ không còn ai khuyên mà anh lại từ bỏ được? Tức là khi chấn động tinh thần và con người tỉnh ra thì tự con người mình sẽ từ bỏ được những điều đó tốt hơn. Cho nên các vị phải hiểu rất rõ là cái người muốn chấm dứt cơn nghiện phải chấm dứt từ ý tưởng, tức là từ cái mối liên hệ có cái ký ức và liên hệ đến những cái khoái lạc mà mình đã từng có quá khứ. Tức là người ta cứ hình dung cái đó trong đầu là bắt đầu người ta không còn kiềm chế được trong người nữa rồi. Và do cái khát vọng đó nó lôi cuốn người ta, cho nên người ta mới là sống bằng ảo tưởng. Cho nên cái khoái lạc đó các vị nên nhớ, nó đốt cháy cái năng lượng của tinh thần rất là lớn. Cho nên các vị thấy người hút ma túy tại sao mà gầy hả? Họ có làm gì đâu mà gầy. Đa phần người hút ma túy là gầy ốm, tại vì họ đốt cháy năng lượng của họ bằng tư tưởng. Mà các vị nên nhớ, các vị làm cực một ngày, các vị hao 1 kg calo, tôi ví dụ thôi, nhưng các vị hút một điếu thuốc, các vị đốt gần 100 kg calo để các vị được khoái lạc như vậy. Tức là dồn năng lượng tưởng tượng để ảo giác, để đốt cháy cái sức này. Cho nên các vị ăn cái cao lương mỹ vị gì nó cũng không bù đắp nổi cái sức tiêu hao của các vị. Còn cái người vận động á, họ hao như vậy, người làm việc họ hao như vậy, nhưng mà không sao. Còn trên nguyên tắc, người lao động bằng thể xác ít khi nào ốm o gầy mòn bằng người lao động bằng trí não. Người ngồi nghiên cứu lao động bằng tinh thần vậy mà dễ ốm, bởi vì mức độ tiêu thụ đốt cháy năng lượng của tâm quá lớn. Các vị phải hiểu là như vậy. Cho nên cái người hút thuốc phiện lại đốt cháy năng lượng của tâm lớn hơn một nhà nghiên cứu nữa, lớn hơn nhiều. Mặc dầu ăn ở không không vậy đó, thậm chí ăn các loại cao lương mỹ vị mà không làm gì hết, nhưng các vị có thấy cái người đó có khỏe mập bình thường như người ta? Đây là một điều các vị phải để ý. Cho nên có người thân rơi vào trường hợp đó là chia sẻ thôi, để không làm bàn chuyện đó nữa, làm hồi làm thầy xì ke luôn á. Trở lại vấn đề của chúng ta, có nghĩa là tôi chia sẻ với các vị qua những góc độ là nhận thức rất rõ, nhưng mà để làm là khó, và phải trải qua thời gian dài mới có thể thực hiện được. Cái đó gọi là ngộ nhất thời nhưng phải tu nhất nhất kiếp. Tức là tôi đảo vị trí lại để chúng ta hiểu nó qua lại những ý nghĩa của câu này. Bây giờ tôi nói theo góc độ ví dụ tu tập. Người ta ăn chay, chúng ta biết ăn chay là tốt á, và ăn chay là có lợi cho con người của mình. Và nếu người hiểu sâu về Phật học, có nghĩa là ăn chay chẳng những có lợi đời này mà có lợi cả đời sau. Tức là liên hệ đến vấn đề ân oán trả dai của nợ máu chúng sinh. Đây là điều chúng ta hay tranh cãi, nhưng các vị khỏi cãi, đó là quy luật rồi, khỏi cãi. Tôi đã chia sẻ rất nhiều rồi, nếu cần thiết chúng ta sẽ chia sẻ trong cái phần để gọi là vấn đáp sau này. Trên nguyên tắc hiểu được rất rõ, ăn chay là có lợi như vậy. Nhưng mà để gọi là để chấp nhận ăn chay và ăn chay thời gian bao lâu là cả một vấn đề. Có người hiểu biết rất rõ vậy đó, nhưng kêu ăn ngày là chuyện không dễ. Bất đắc dĩ bị ép ở chùa thì cố mà ăn, tại vì chùa muốn ăn thịt cũng không có đâu ăn. Nhưng mà khi mà ba giò bốn cẳng là nói là tan cái buổi giảng là xong cái thời khóa là muốn chạy về riết ở nhà để có một cái gì đó để đáp ứng đợi cái nhu cầu của bản thân chúng ta liền.
Như vậy cái này là do đói hay là do thói quen? Tất cả chúng ta phần lớn là do thói quen. Ăn chay rất dễ, nhưng mà để từ bỏ thói quen ăn mặn là chuyện rất khó. Chứ không phải là ăn chay khó, ăn có khó. Nếu khó không có ông thầy nào tu được, và nếu khó không có những Phật tử ăn chay trường được. Trên nguyên tắc ăn mặn cũng sống, ăn chay cũng sống. Cho nên trên nguyên tắc là làm sao sống được thì thôi, ăn cái gì không quan trọng. Nhưng một người đã từng có thói quen mấy chục năm, cái khẩu vị ăn như vậy, bây giờ kêu chuyển đổi qua một cảm giác mới, là những cái quá mới. Hiểu nó là tốt đó, mà ăn là không phải chuyện dễ. Tôi nói chi các vị, tôi nè, gạo lứt muối mè thôi. Có những thời gian tôi cái sức khỏe không tốt, mà tôi là thường xuyên là như vậy. Người ta khuyên tôi nên ăn gạo lứt muối mè, tôi cũng đọc, tôi cũng thấy nó có những cái hiệu quả. Và riêng cái hiểu của mình là nó sẽ có hiệu quả với một vài trường hợp bệnh nào đó, và mình cũng thấy rằng mình cũng cần nên ăn như vậy. Nhưng thiệt sự với các vị, biết là như vậy đó, nhưng mà ăn không có nổi các vị ơi. Tôi nói thật tình mà nói đó, ăn gạo lứt muối mè rồi ăn cái gì vô nó không có cái giống gì, cho nó sảm xì trong cái miệng, nó không có cảm giác gì trơn rồi. Mà thử ai mà ăn gạo lứt đi, nấu một nồi canh gạo lứt mà chan một miếng canh vô á, nó ăn còn tệ hơn nữa. Cho nên đúng nghĩa nó chỉ ăn với cái hệ của nó là chỉ có muối mè mới trị được nó thôi. Ăn cái gì vô cũng lãng nhát hết á, ăn rau, ăn thực phẩm, ăn cái gì vô nó cũng có cảm giác. Mà tôi nói thật với các vị, tôi biết như vậy đó, mà ăn không dễ. Lấy kinh nghiệm mình để hiểu, tôi xưa giờ tôi không có xúi ăn chay, tôi cũng không chỉ trích ai ăn mặn, tôi chỉ phân tích vấn đề chay mặn và giá trị ý nghĩa nó thôi. Còn việc còn lại là của các vị chứ không phải là tôi. Bởi vì việc đó hết sức cá nhân của các vị. Các vị có quyền, chúng ta không vi phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức, tất cả chúng ta đều có quyền, mà không có ai quyền nói chỉ trích hay là phê bình chúng ta. Cái việc này không đúng sai phải trái tốt xấu gì cả, quan trọng nhất là hiểu được như thế nào, đó là việc của các vị. Còn chân lý không bao giờ đổi thay. Vậy thì bây giờ cái việc đó hiểu rất rõ, nó là vậy đó, nhưng mà làm phải dễ. Như vậy thì giác ngộ điều đó rất nhanh, nhưng mà để làm điều đó đó là cả một quá trình. Và tùy bản lĩnh của mọi con người, tùy khả năng kiềm chế cái thói quen của mọi con người, mà chúng ta có một cái thời gian để gọi là khắc phục được điều đó lâu ha mau. Có những người rất nhanh, nhưng mà có những người rất lâu. Thậm chí có các vị biết, có một cái vị đó ở Mỹ này nè, mà tôi không biết tiểu bang nào, như nhớ Cali chứ không phải Seattle. Cô này lúc mà cổ rơi vào trong tình trạng về kinh tế khó khăn, và cổ đang làm việc gì đó, cổ sợ hãi lo âu, cho nên cổ nguyện giái là ăn chay một tháng thôi. Cổ nguyện là nếu mà cái việc này cổ làm được á, và thành công á, là cổ ăn chay tháng. Sau đó trời xui đất xui gì đó không biết, thành công thiệt. Nhưng mà cái khổ đau nhất là một tháng này làm sao trả. Cô nói thầy ơi, con ăn 3 năm rồi mà không hết tháng. Cô nói gán lắm, hiểu lắm, biết mình sai, mình nguyện vậy đó, mà ăn 1 ngày 2 ngày là dữ lắm rồi thầy, chịu đời không nổi. Bây giờ thầy có cái bí quyết nào, cái cách nào mà giúp cho con trả cái nợ này? Thì tôi nói chỉ có cái điều duy nhất còn lại là trả góp. Chứ làm sao? Cổ cứ nghĩ là phải ăn xuyên suốt một tháng cổ mới đúng nghĩa để trả nợ, thì cái đó là tốt nhất. Nhưng mà cổ làm không nổi, 3 năm rồi làm chưa được, làm được làm rồi hả? Mà dằn vặt trong lương tâm, mặc cảm tội lỗi, sợ đây mình dái mà mình không làm mà mình được thành công rồi, mai này Phật lấy cái thành công đó lại là chết luôn á. Cho nên phải gắng cố gắng mà ăn, nhớ đinh ninh trong đầu mà làm quản được. Cổ nói ăn khi nào mà giỏi lắm là còn ăn 5 ngày là dữ lắm rồi, là lúc đó đó là con nói chung là đã chịu hết nổi rồi. Tôi nói sao mà nghĩ gì mà sao nhiều khi cái bản lĩnh cô tệ vậy. Nếu mà cô nhìn vậy cô thấy thầy tu làm sao, hay là những người ăn chay trường sao? Nếu nó vật vả, nó khó khăn như vậy, ai mà ăn cho được? Nói chung là tùy cái mức độ mỗi người. Cuối cùng tôi nói rằng thôi bây giờ ăn trả góp. Ăn 5 ngày, cô ghi vô sổ là 5 ngày. Tháng sau ăn 3 ngày, ghi sổ 3 ngày.
cộng lại 2 tháng được 8 ngày. Vậy là còn 22 ngày, tháng sau nữa ăn được 4 ngày, cộng lại đi được 12 ngày, còn 18 ngày. Cứ ăn hoài vậy đi, rồi cộng cộng kiếp, rồi cuối cùng đủ 30 ngày dâng lên cho Phật đi. Chứ sao dở, không có cách khác. Còn nếu mà ép người ta là nguy hiểm. Cho nên nhiều khi tôi ngồi nghĩ lại, con người của mình rất là khôn. Muốn cho được việc á, thì cái gì cũng nói, cái gì cũng hứa. Tới khi được rồi á, thì làm những cái điều mà hứa đó trầy trật vô cùng. Có những người hứa vậy, mày bán chịu tao tấm vé số đi, tao trúng số tao cho mày căn nhà. Xin thưa thật với các vị, chuyện này có đó. Tới khi thật sự trúng thật, cuối cùng trốn mất tiêu, không cho. Cái chuyện này là hơn 30 năm về trước. Cái ngôi chùa tôi á, có cái ông ở hàng xóm, ổng cũng đi chùa. Thì ổng thấy chùa nghèo khổ, không có gì hết á, ông mới nói là tôi mà trúng tấm vé số, tôi cho chùa cái tivi. Thì tivi thời đó là cái tivi trắng đen đó mà. Ở thời điểm đó mà nên thật sự nhà ai khá giả giàu có lắm chúng ta mới có được cái tivi vậy, chứ đâu phải là giống như là có giống như đồ chơi nít tùm lum hết trơn bây giờ đấy. Ví dụ các vị biết sau đó thật tình ổng trúng số thiệt, các vị, ổng không đi chùa luôn. Ổng sợ lặp lại lời hứa đó cho nên ổng không đi chùa luôn. Thì tôi muốn nói với các vị, khi muốn được việc chúng ta hứa rất là dễ, nhưng mà để làm là điều không dễ. Trở lại vấn đề, tu học là cả một vấn đề, thay đổi một thói hư tật xấu là cả một vấn đề. Chúng ta biết cơn sân tốt hay xấu? Xấu. Cơn sân phá hoại chúng ta rất là nhiều, phá hoại sự nghiệp, phá hoại mối quan hệ, phá hoại nhân cách, và thậm chí nó còn ảnh hưởng đến nhiều thứ của chúng ta. Chúng ta biết rất rõ là như vậy, nhưng mà để từ bỏ cơn sân, kiềm chế cơn sân là chuyện không dễ. Tôi mặc dầu tôi giảng hai cái bài giảng về vụ cơn sân, tôi giảng một bài giảng tại Việt Nam, đó là bài giảng là làm chủ cơn giận, và khi sang Pháp tôi có giảng một bài giảng là chăm sóc cơn giận. Tôi là người đưa ra những cái giải pháp đó, nhưng bản thân tôi có bản thân tôi có những lúc tôi cũng vẫn không kiềm chế được cái sự mà bức xúc vượt quá cái sự kiểm soát của mình. Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng, biết là một vấn đề, thay đổi chuyển hóa là một vấn đề khác. Cho nên biết rất là nhanh, có biết cái đó chúng ta xem như là nhất thời đó, nhưng mà để làm được điều đó là chuyện cả đời. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên chúng ta đừng ngần ngại, đừng thắc mắc vì trong quá trình tu học tại sao chúng ta tu hoài không giác ngộ. Điều đó là chuyện bình thường. Tu mà giác ngộ liền đó, đó là chuyện bất thường. Một là bất thường, hai là phi thường. Nhưng mà đa phần là bất thường. Đa phần bất thường, còn phi thường hiếm. Cho nên trong quá trình tu hành lượm thượm, trồi lên sụt xuống, thay đi đổi lại, hoặc là có những lúc mà chúng ta là ngờ vực về cái chuyện tu tập của mình, đó là chuyện hết sức bình thường của người trần thế. Vì đó không riêng gì các vị đâu. Các vị có thể đọc là một tác phẩm mà tôi đã giới thiệu cho các vị trong một cái bài giảng là Lộ Trình Giải Thoát á. Tôi có nói về một cái quyển sách viết về của một vị ni sư người Nhật Bản, đó là Hoa Trôi Trên Sóng Nước. Các vị đọc lại tác phẩm này, các vị biết rằng 40 năm bỏ ra gian khổ để đi tìm cầu sự giác ngộ. Các vị đọc rồi thấy một người nữ bản lĩnh, bà qua quá trình tu học như thế nào, rồi các vị thấy điều đó để xét lại mình. Không dễ tí nào để chúng ta có thể đạt những điều giống như chúng ta hiểu biết và tưởng tượng. Đôi khi thật ra mà nói, chúng ta hay tưởng tượng con đường tu hơn là cái thực về khả năng của chúng ta cảm nhận được và ứng dụng được. Chúng ta ảo tưởng. Vì vậy chúng ta có thể tu bằng niềm tin. Cái này tôi chia sẻ với các vị trong những cái phần sau của bài giảng này. Vậy thì nhìn ra một cái vấn đề là hiểu biết rất rõ, nhưng để thay đổi chuyển hóa, để tốt hơn, để giúp cho mình có thể là làm chủ được mọi tình huống trong những cơn sai hay là nhiều thứ khác là cả một vấn đề. Điều quan trọng nhất, hiểu kỹ được vấn đề để giúp cho người thân hay là chính mình rơi vào hoàn cảnh đó, làm sao nhanh nhất để giải quyết các vấn đề cho tốt đẹp. Chúng ta là người phàm chứ không phải là thánh. Tất cả chúng ta đều có những lúc dày lúc khác. Trạng thái tâm tư chúng ta là vô thường, đổi thay.
Cho nên đừng quá bận lòng về các việc này. Điều nữa, có nghĩa là một ý nữa trong cái việc mà tu nhất kiếp ngộ nhất thời là có những người tu rất lâu nhưng mà không thấy ngộ, và thậm chí cái nghiệp chướng trần lao người đó dường như còn hơn lúc chưa tu nữa. Và có những người ứng dụng thời gian tu không lâu nhưng mà họ lại có cái sở đắc và tập được tốt và họ thay đổi tốt. Và điều này dường như tôi có chia sẻ với các vị trong một số bài giảng nào đó, tôi có nói là thông thường tại sao kẻ ác, kẻ cướp mà khi tu lại mau đắc, mau giác ngộ hơn là người hiền lành hay là người hiền thiện. Cái này làm cho chúng ta khó hiểu. Rồi, tôi nhớ rồi, đây là một bài giảng trong Bát Nhã Tâm Kinh. Nguyên tắc của nó là như vậy, là tôi nhớ ngay ngay. Tại sao là như vậy? Rác nhiều thì hoa tốt. Cái điều không có gì khó. Nước nhiều thì sóng to. Đó là quy luật trong nó vậy. Cho nên ở đây sống được là nhờ có nước. Nước thì phải có sóng thôi. Cũng vậy, một cánh hoa không thể nào mọc trên đá. Một loài hoa không thể nào nở bằng trổ trên đá được. Một loài hoa phải trổ trong phân. Và phân tốt, phân nhiều có nghĩa là cái chất dơ trong cảm giác chúng ta nhiều thì lại là trở thành những loài hoa quý, những loài hoa tốt. Bông sen cũng vậy. Bông sen mọc lên từ bùn. Không thể nào bông sen mọc vô ở trong đá xanh hay là trong xi măng được. Và thậm chí đất cục bình thường, đất sạch cũng không thể nào mà lên được. Phải mọc lên từ bùn. Vậy thì chúng ta hiểu điều gì? Cái điều này suy nghĩ rất rõ. Có những người tu rất lâu, thật ra mà nói chúng ta thấy thời gian họ có thể ở chùa, họ có thể ăn chay, họ có thể làm phước, nhưng chưa chắc là gì họ tu. Cái điều này chúng ta thấy một số cư sĩ ở chùa lâu có cái chuyện vấp phải về điều này. Công quả lo cho chùa rất lâu nhưng mà tập khí không thay đổi, hoặc thậm chí còn tệ hơn lúc chưa ở chùa, làm cho chúng ta ngờ vực. Tôi nói này để một số người đừng tự ái, mà nói để mình kịp thời nhận ra được mình, để chỉnh sửa mình. Chứ còn bằng không chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta là như thế, chúng ta có quyền như thế và chúng ta cần phải làm như thế. Chúng ta nuôi những tập khí phiền não, một ngày nào đó chúng ta nhìn lại chúng ta sẽ khủng khiếp về mình. Tại sao mình ở chùa lâu như thế mà nghiệp chướng trần ai mình, thậm chí nó còn tạo ra nhiều quan trái còn hơn lúc chưa vô chùa. Thì chúng ta phải hiểu được rằng việc thời gian ở trong chùa là lâu, nhưng mà chưa vận dụng lời Phật dạy để chuyển hóa chính mình, chưa nhận ra được mình và chưa kiềm chế mình trong mọi thi vi tạo tác và mọi suy tư động niệm, thì đừng hòng chúng ta có thể thay đổi được những tham sân si tật đố và mọi thứ nhiều chuyện ganh tị của chúng ta. Thậm chí ở chùa nhiều chuyện còn cố nữa à. Thấy là như vậy. Tại sao chứ những cái đó chúng ta không nhận ra? Những cái đó là những cái sai lỗi, những cái tập khí không á, mà chúng ta không có nhận ra. Và chúng ta nghĩ đó là chuyện bình thường. Nếu với nhãn quan và ý thức của chúng ta cho là bình thường, vậy là nghiệp chúng ta rất là dày. Chúng ta dày, chúng ta thấy chuyện đó bình thường. Còn một người có tu tập, người ta thấy chuyện đó bất thường. Cái chuyện đó nó có vẻ không hợp lý. Vì vậy ở đây, khi nhận thức rất rõ, học ở chùa hay này mọi thứ hiểu là như vậy, nhưng tại chúng ta không ứng dụng. Cho nên những người có thể là họ tu sau, họ tu muộn, nhưng mà họ giác ngộ rất là nhanh. Cho nên các vị thấy có một số người, nhiều khi mình thấy họ làm ác, nhưng mà khi các vị thấy người đó mà từ bỏ việc ác á, họ tu tập mình nể họ luôn, mình sợ luôn á, mình cảm thấy mình kính nể họ luôn. Cho nên là đây là cách mà tu nhất kiếp ngộ nhất thời á. Cho nên tôi không lạ lùng gì trong một cái câu chuyện cổ Phật giáo mà nói về là 18 người ăn cướp mà trở thành 18 vị La Hán mà thời trong các chùa. Ngày xưa tôi đọc tôi có cảm giác xem như đó là một câu chuyện cổ tích. Nhưng mà mình ghi hiểu được cái lý Phật giáo rồi, chúng ta mới biết rằng cái nào nhiều rác thì hoa sẽ tốt, và hoa hình thành trên rác. Điều đó là chắc chắn là như vậy thôi. Không có rác không thể nào có hoa. Cho nên câu phiền não tức bồ đề là một câu rất hay, mà những người phải thâm nhập giáo lý Phật giáo mới hiểu được điều này. Cho nên người tham dục nhiều, sân si nhiều, đa phần là những người có cái đầu óc hiểu rộng rất sâu. Cho nên chính cái đầu óc người ta sâu, năng lượng người ta lớn, mà nếu người ta không có hướng để bộc phát, người ta sẽ bộc phát vào những chuyện xấu rất là mạnh. Nhưng mà nếu người ta chuyển hướng nó trở thành chuyện tốt, người ta trở thành những người làm tốt không ai bì kịp, bởi vì trong đầu người ta năng lượng rất là mạnh.
Cho nên những người ăn chơi là những người có đầu óc rất mạnh. Nếu người đã chuyển hướng ăn chơi trở thành những người hữu dụng rất lớn cho cuộc đời. Đây là nguyên tắc của phiền não tức bồ đề. Cho nên chúng ta có một đứa con hư, thực tế nó là sai hư đó, nhưng mà trong đầu của nó chứa một năng lượng rất lớn. Nếu biết cách hướng dẫn và nó bỏ cái hư đó quay về, nó trở thành một con người hữu dụng và làm nhiều điều tốt mà không dễ gì ai có thể bì kịp nó. Cho nên đây là một điều mà phải nói là có cái tâm thức tư duy và kinh nghiệm để chúng ta giúp người thân chúng ta tốt. Có những ông chồng ngang bướng liều lĩnh ăn chơi, đó là những ông chồng thông minh chứ không phải thằng ngu à. Nên nhớ là như vậy. Không, tôi nói không phải bên mấy ông đâu, cái đó là thật, nó là như vậy thôi. Còn nếu mà bên các ông mà thấy điều đó hợp lý, hồi cho chén chè cũng tốt. Nhưng mà xin thưa thật là vậy đó. Nếu một người vợ mà thông minh hiểu biết, hướng cho chồng mình một hướng tốt hơn á, và tìm cách để giúp cho thay đổi một quan niệm tích cực hơn á, trở thành những người chồng tuyệt vời. Nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng tại sao những người quậy quạng mà khi giác ngộ để trở thành những người hữu dụng, bởi vì cái năng lực trong người ta rất là dồi dào. Còn một người con chồng rất là hiền, có nghĩa là thuộc về khờ khạo á, năng lượng không có. Có nghĩa là vợ nói sao nghe vậy, vợ nói sao làm vậy, thật ra cả đời cũng sống vậy thôi à. Không, cái này các vị kinh nghiệm rất là rõ. Thì bây giờ nếu mà các vị nào an phận như vậy thì hạnh phúc. Tôi có một thằng chồng dễ sai dễ dạy à, tôi khỏi mất công đi canh me nó đánh bài, hay là tôi khỏi mất công đi mà khám tử tư để coi nó mèo đồng gà chó à, thì việc đó nó cũng hợp lý thôi. Nhưng mà trên nguyên tắc là vậy đó các vị, chỉ chừng ấy thôi à. Cho nên khi các vị có một đứa con ngỗ nghịch, hay là nó khó dạy từ nhỏ, đó là một cái đứa con nó có cái bộc tỏ của năng lượng của cái đầu nó rất là mạnh từ khi nó nhỏ. Cho nên phải khéo kiềm chế để lái nó. Cho nên các vị biết các đập thủy điện là người ta lợi dụng sức mạnh của nước. Nếu không có nước làm gì có thủy điện được. Cho nên lợi dụng sức mạnh của nước, người ta để trở thành những cái nguồn điện chúng ta xài. Vậy thì nếu mà không có nước thì không có điện. Vậy thì một khi có nước mà để chảy không thì nước chảy bậy, nước chảy lan, nước làm ảnh hưởng đến mọi người. Nhưng mà ta biết tận dụng thì trở thành có điện. Vậy là một người bướng bỉnh, một người này kia, các vị phải nhìn theo góc độ của Bát Nhã Tâm Kinh. Đây là điều tôi đã giảng cho các vị nghe trong bài giảng Bát Nhã Tâm Kinh. Các vị sẽ lấy lại được những năng lượng và trưng dụng những người ngang bướng, cố chấp đó trở thành những người có hữu dụng, làm ích lợi cho gia đình, cho xã hội, cho cộng đồng. Điều này chắc chắn thôi. Không có một ông nào mạnh mẽ mà làm tốt cho cộng đồng mà ông đó yếu đuối, nhu nhược và không có năng lượng. Không có chuyện đó trên cuộc đời. Cho nên ở đây chúng ta có quan niệm về cách hiền tu mà theo dạng hiền hiền, ai nói gì nói, ai muốn làm gì làm á, cái đó là gọi là khờ khạo, nó yếu đuối, nó nhu nhược gì đó, chứ không thể gọi là cái hiền mà kiểu đó. Cái hiền trong Đức Phật nó không có phải là hiền theo dạng nhu nhược, mà cái hiền của Đức Phật dạy là hiền trí. Cái này có thể các vị nghe lại bài giảng là ở hiền gặp lành. Vậy thì chúng ta thấy rằng tu nhất kiếp ngộ nhất thời là những cái cách để chúng ta hiểu là như vậy. Tôi hiểu rất rõ cái tính cách ngộ nhất thời và tính cách thời gian. Đừng nói ở chùa lâu có nghĩa là tu lâu, chưa hẳn. Có nhiều khi ở chùa lâu chứ chưa hẳn là tu lâu. Bởi vì tu lâu không có ì ạch như vậy. Các vị phải để ý chỗ này. Cho nên nhìn lại trong cái chuyện mà pháp hội của Ngài Hoằng Nhẫn á, trong khi cái pháp hội của Ngài Hoằng Nhẫn là 500 người về tu hành, và trong đó có một người mà đại thiện tri thức đứng đầu, đó là ai? Là Ngài Thần Tú. Như vậy khi Huệ Năng đến là một người coi như là giống như là kẻ mà gọi là dốt học vậy đó. Mọi người nhìn ra là cái người lãnh nam mội rợ, nhưng mà cuối cùng người đắc pháp với Tổ Hoằng Nhẫn không phải là Ngài Thần Tú, một bậc đại thiện tri thức, không phải là những sư huynh đã ở chùa nhiều năm đã có tu học tại pháp hội này, mà người đó là ai? Là Tổ Huệ Năng. Như vậy chúng ta thấy rằng cái thời gian của Ngài Huệ Năng đến chỉ có 8 tháng thôi đã được truyền y bát rồi, có phải vậy không? Vậy cái mức độ giác ngộ của Ngài là xem như là nhất thời đó à, nhưng mà Ngài cần phải một thời gian dài để mà ẩn tu cái điều đó. Vậy thì ở đây chúng ta nói là cái mức độ giác ngộ
không quá quan trọng về vấn đề thời gian, mà quan trọng ở chỗ là trình độ căn cơ của mỗi người ứng dụng về điều đó trong sự tu học như thế nào. Về vấn đề Phật pháp chúng ta phải để ý rất rõ là như vậy. Cho nên có những người đệ tử giác ngộ trước thầy, đừng nghĩ là thầy là phải giác ngộ nha. Trong lịch sử Phật giáo á, các vị biết là A Nan bị cái nạn Ma Đăng Già đúng không? Rồi cuối cùng á, A Nan độ Ma Đăng Già đi xuất gia, có phải không? Nhưng mà xin thưa, ai là người chứng thánh trước? Cái điều này chúng ta để ý rất rõ. A Nan là thầy, dắt Ma Đăng Già tu là thầy chứ gì. Mà Ma Đăng Già không biết cái gì, nhưng mà trong lịch sử Phật thì vậy đó. Nói chung là cái này kể đi nó dài dòng, nhưng mà cuối cùng đắc A La Hán. Cái người đắc A La Hán là đệ tử mình, là Ma Đăng Già đó, đắc trước ngài A Nan. Chúng ta có thấy ngạc nhiên về điều đó không? Trong khi A Nan là người hiểu về con đường tu tập và Phật pháp là đa văn đệ nhất mà. Nói một hiểu mười, nói bao nhiêu nhớ bấy nhiêu, hiểu bấy nhiêu, lại không giác ngộ. A Nan đắc thánh quả là khi Phật nhập niết bàn rồi, đến kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất, A Nan mới bị cái vấn đề loại ra khỏi cái nhóm 500 A La Hán kết tập. Và lúc đó đó A Nan mới mặc cảm mình, mới vận dụng tu, mới giác ngộ sau đó nha. Thì đây là cái chuyện của quá trình kết tập kinh điển, tôi không có nói vô trong đây, nhưng nói để các vị thấy đệ tử có khả năng ngộ trước thầy. Vậy thì ở đây cái ứng dụng tu hành là điều quan trọng hơn thời gian. Cho nên cái câu tu nhất kiếp ngộ nhất thời nó cũng nhằm chứng tỏ rằng nếu chúng ta là cái nhân duyên tốt, đầu óc tốt, sự giác ngộ tốt, có sự từ bỏ mọi thứ tốt và kiềm chế bản thân tốt, chúng ta tu tự thân nó tốt. Còn nếu trong quá trình dài mà chúng ta không có được những cái đức tính đó, chúng ta không có những bản lĩnh đó, thì thật ra trong quá trình tu hành dài nhưng mà hiệu quả lại không được là bao. Các vị nhớ trong lịch sử Thiền Tông có một câu chuyện của ngài Thần Tán và thầy mình, là người độ mình tu, nhưng mà sau đó Thần Tán là người đắc pháp và giác ngộ trước, cho nên mới trở về làm cái bổn phận đệ tử hầu thầy. Thì bây giờ thầy mình đã già rồi, 70-80 tuổi rồi, thậm chí thầy mình bây giờ tự tắm cho mình cũng không nổi nữa. Thần Tán rất thương thầy, bởi vì ơn thế độ không thể nào quên được trong cuộc đời. Làm một người đệ tử học pháp với thầy, cho dù một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy. Đúng vậy, cụ này nói là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Cỡ tuổi cụ mà hiểu những cái câu Hán học như vậy là rất là giỏi. Xin thưa các vị, khi mà về thấy thầy mình không ngộ, vẫn là ôm những kinh sách của cổ xưa để tụng hoài, thì lúc đó Thần Tán mới thương thầy mà tìm cách mà độ thầy. Một ngày nọ, tự Thần Tán tắm rửa cho thầy mình. Trong lúc tắm, Thần Tán mới lấy cái tay vỗ trên lưng của thầy. Điện Phật rất sáng mà không linh. Cái ông thầy mới nghe, thằng này đi học về nó nói cái gì ta. Là cái ý của ngài Thần Tán muốn nói rằng tánh Phật trong thầy vốn sáng, nhưng mà tại thầy chưa tìm ra được cái ngộ tánh Phật này cho nên là không linh. Ý của câu đó nó nghĩa là như vậy, có nghĩa là tới bây giờ thầy vẫn chưa ngộ. Thì một hôm người thầy mới là quyển kinh ra để đọc, thì thầy mình á, lấy cái kinh đọc tụng hàng ngày để làm sở đắc và làm pháp môn tu. Thật ra cái đó tốt hay xấu? Tốt. Trì kinh niệm Phật, thành tâm bái sám, cái này là một hành động tốt, hai tay luôn, chứ không có nói là cái gì mà gọi là xấu hay là không đúng cả. Nhưng để ngộ từ kinh bằng cái cách đó để ngộ là điều khó vô cùng. Cho nên một hôm vị thầy đang tụng kinh thì có một con ong á, nó bay nó sắn cái đầu ra một cửa sổ. Ngày xưa cái cửa sổ mà người ta hay làm bằng giấy, cái cửa mà để người ta dán kính thì đa phần bằng giấy. Các vị xem phim mà Hồng Kông, Trung Quốc gì, các vị thấy những cái người mà nó muốn gình ai cái nó lấy tay nó chọt cái lủng lỗ nghe. Nói vậy á, là tại vì cái cửa xưa là dán bằng giấy. Thì lúc có cái con ong á, nó nhìn bên ngoài sáng, thì ngay cái cửa đó nó thấy sáng, nó tính ở ngoài là nó trống, cho nên nó mới sắn đầu nó chui ra. Nhưng mà khi sắn ra rồi thì ra được không? Không, nó cứ đụng giấy hoài nó rớt lại.
thì ngay lúc đó ngài thần tán là đang hầu thầy mình á, thần tán mới nói một câu kệ là không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái si, bắc niên toản cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Thì cái bài kệ cái nội dung nói như vậy, không môn bất khẳng xuất là cái cửa trống rỗng đó, không chịu bay ra. Đầu sông giả thái si, ngu quá mà chui ở cái cửa sổ này. Tức là cái cửa này nó dán giấy, nó bít kín như thế này, này còn làm sao mà ra. Tức là nói là ám chỉ nói con ông thôi. Bắc niên toản cổ chỉ, 100 năm nữa mà mày cứ sắn ra cái cửa giấy này nè, thì hà nhược sức đầu thì là ngày nào mà có thể thoát ra được. Cái bài kệ nói, nhưng mà ám chỉ là thầy mình đó, cứ dùi vào trong giấy như vậy hàng trăm năm cũng không ngộ được. Đây là cái mà ngài thần tán không dám làm thầy mình, nhưng muốn tìm cách độ thầy mình giác ngộ. Ngay cái bài kệ đó thầy giác ngộ. Vậy thì các vị thấy cái điều gì? Cái điều mà có thể tu sao, đệ tử là tu sao thầy cái gì, đúng không? Nhưng mà đệ tử là người ngộ trước thầy. Vậy tu có thể nhất kiếp, nhưng mà ngộ là có thể nhất thời. Đây là các vị sẽ thấy. Như vậy thì trở lại vấn đề của chúng ta, thấy rằng tu nhất kiếp mà có thể ngộ nhất thời. Vậy thì ở đây nỗ lực cả một đời nhưng không đúng pháp, hoặc là chưa có hợp với cơ về pháp môn, rất có thể chúng ta lận đận trong việc tu hành. Cho nên tại sao người Phật tử khi tu cần phải chọn pháp môn? Các vị cần phải chọn pháp môn là để xem mình thích hợp với cái pháp môn nào. Cho nên tối ngày mà phê bình, à cái pháp này hay, pháp kia dở, tu về mới đúng, tu kia mới thế này chật gì đó, cứ mà so sánh pháp môn cãi lộn hoài đó, thật ra cãi suốt đời chả ai ngộ hết đó. Thật ra càng cãi càng chứng tỏ mình là phàm phu thôi, chẳng có gì cả. Cho nên pháp môn nào thích hợp với con người nào và chọn pháp môn đó tu thì sẽ đem lại lợi ích. Cái này cho chúng ta một lời cảnh giác như vậy. Trong quá trình tu học chúng ta tự kinh nghiệm được mà. Trong khi chúng ta ứng dụng hành trì, chúng ta có thể kiểm tra lại mình, coi là mình thích hợp với pháp môn nào. Mỗi một người thích hợp với pháp môn không phải là do người ta nói, à pháp môn này hay lắm nè, cái nghe cái nhào theo. Mời bố nói là ờ pháp môn này dễ đắc đạo nè, nhào theo. Rồi bữa đó nói ờ pháp môn này á là gì đó, trùm đầu bít mắt gì đó, là dễ ngộ gì đó, thế thế. Rồi bỏ nhào theo, cuối cùng trở thành chó chết giữa dòng. Đó là sự thật. Tôi thấy rất nhiều người cứ bỏ chọn. Thời gian cuộc đời đâu có hứa hẹn mãi cho chúng ta bỏ chọn. Cuối cùng rồi không đủ cái thời gian để ứng dụng thực hành, chết tới bên mà đạo pháp đâu không thấy, ngộ ở đâu không thấy. Đó là điều đáng tiếc nhất cho các vị. Tôi sẽ chia sẻ cái ý này trong một bài giảng khác, nhưng mà chắc chắn rằng trên đất Mỹ này sẽ có bài giảng đó, nhưng mà không phải tại đây. A Di Đà Phật. Quảng cáo cho các vị tò mò. Vậy thì các vị thấy rằng cái ý nghĩa của câu đó nó làm cho chúng ta hiểu nhiều góc độ mà chúng ta có thể quán đổi vị trí của nó. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời, hoặc là ngộ nhất thời tu nhất kiếp, tùy tình huống để chúng ta có thể nhìn nhận ứng dụng theo góc độ của hành động công việc của cuộc đời, và cũng như các phương pháp tu hành của mỗi hành giả chúng ta. Người Phật tử cần phải để ý điều đó. Nhưng tôi nói các vị hiểu rằng ý của câu này nó phản ánh rất lớn theo quan niệm của Phật Pháp Thiền Tông hơn là cái quan niệm của Phật giáo Nguyên Thủy. Cái này các vị có thể tìm nghe lại một cái bộ kinh tôi giảng cho Tăng Ni, đó là Kinh Viên Giác. Tôi phân tích điều này tương đối sâu hơn, thì các vị có cái ứng dụng sâu hơn thì sẽ nghe lại cái này. Vậy thì trở lại vấn đề, trong hai cái bài kệ để xác định được rằng là tu hay là nhất kiếp ngộ nhất thời, hay là ngộ nhất thời nhất kiếp gì đó, chúng ta quán đổi, nhưng mà ý nghĩa của nó trong cái việc gọi là tiệm tu mà đốn ngộ và tiệm tu tiệm ngộ. Thế đây lúc đầu khi mà tôi học tìm hiểu đến cái này, tôi không hiểu để cái cách ứng dụng và hiểu cái vấn đề đó như thế nào. Nhưng mà chúng ta có thể tìm hiểu một cái câu là
tiệm tu mà đốn ngộ, nó giống y chang như câu là tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Cái ý nghĩa của nó là như vậy. Nhưng khi đến cái giai đoạn cái công là tiệm tu mà tiệm ngộ, thì cái này nó phản ánh ý nghĩa của nguyên thủy Phật giáo, và nó phản ánh cả một quá trình tu hành của Đức Phật. Vậy thì chúng ta có thể ứng dụng hai góc độ. Nếu chúng ta có thể tích hợp với cái dạng tiệm tu tiệm ngộ thì chúng ta cứ dùng. Mà chúng ta có thể tích hợp với dạng là tiệm tu mà đốn ngộ hay gì đó, thì cái này chúng ta tùy dùng. Nhưng riêng vấn đề ứng dụng tu hành, những người tu tập theo tịnh độ có cái cảm giác giống như là tiệm tu mà đốn ngộ, tức là tu thấy tèn tèn vậy đó, nhưng mà tu về cực lạc trước ông. Còn ông tu các pháp môn này thì ông đã lượm thượng sau tôi, hoặc là tôi tu vậy là tu tắt, ông tu vậy là tu dòng. Tất cả những đó thuyết minh bằng ngôn ngữ thôi. Còn sự thật tắt dòng nó không phải do chúng ta cho nó là như vậy. Chúng ta không phải dùng ngôn ngữ để vẽ vời một lộ trình tu học như vậy, nó mang cái nghĩa đó. Cho nên Phật tử còn phải ý thức rất rõ, nói là chuyện của người ta nhưng mà hiểu là chuyện của mình. Cho nên ngay hai cái vị gọi là Thần Tú và Huệ Năng thôi, ngài Thần Tú trình kệ với thầy thì này các vị nghe pháp bảo đàn kinh tôi giảng thì các vị đã hiểu rồi, nhưng mà tôi lấy những cái này làm cái dẫn nhập thôi. Khi mà ngài Thần Tú trình kệ, ngài viết cái câu là thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhá trần ai. Tức là ý nghĩa của cái bài kệ này nó mang cái nghĩa là thân thị bồ đề thọ là cái thân giống như cây bồ đề, tâm như minh cảnh đài là tâm như đài gương sáng, thời thời cần phất thức tức là mỗi lúc mỗi giờ cần phải lau chùi, vật sử nhá trần ai chớ để dính bụi bặm. Thì cái nghĩa nó cũng giống như cái mặt kiến mà mình từng lau chùi để cho nó được sáng. Và kiến tượng trưng cho tâm, bụi đóng vào đó tượng trưng cho cát, phiền não. Và cái lau chùi đó gọi là công phu. Vậy thì cái cách tu hành của ngài Thần Tú hướng dẫn cho chúng ta rất là rõ ràng, bài bản như thế, có sự thí dụ minh họa như thế. Nhưng mà khi đến ngài Huệ Năng đọc vào bài kệ đó, ngài Huệ Năng vẫn cảm giác rằng đây là bài kệ chưa thấy tánh, tức là chưa ngộ. Bằng cái khả năng ngộ của ngài Huệ Năng thấy rất rõ. Cho nên trên nền tảng đó, Huệ Năng cũng đặt bốn câu kệ: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà sử nhá trần ai. Tức là cây giác ngộ không phải là cây, giác ngộ không phải được hình thành là cây như chúng ta tưởng tượng. Bồ đề bổn vô thọ tức là giác ngộ vốn là không có, không có cây. Minh cảnh diệt phi đài, gương sáng cũng không phải là do đài, do cái đài gương. Bản lai vô nhất vật, xưa nay chưa bao giờ có một vật, hà sứ nhá trần ai, làm gì mà dính bụi bặm được. Vậy thì cái câu của ngài Huệ Năng đúng là biểu hiện cho người thấy tánh đó. Nhưng mà cái này chúng ta không dễ làm. Tôi lý giải bằng lý thuyết cho các vị về cái bốn câu kệ của ngài Huệ Năng, để các vị thấy rằng học thuyết Phật giáo hay là quan điểm nhìn nhận về Phật tánh của Thiền Tông nói như thế nào. Bồ đề bổn vô thọ, sự giác ngộ này vốn không cây. Đó là một sự thật. Sự giác ngộ này không có hình tướng. Còn ở ngài kia đưa ra hình tướng là như một phương tiện dụ dẫn thôi. Nhưng mà trước mắt chúng ta cũng có thể nhận thức rất rõ rằng là bồ đề bổn vô thọ, tức là bồ đề vốn không cây, tức là sự giác ngộ này nó không cây, nó không có hình tướng, nó không có một vật thể. Minh cảnh diệt phi đài, gương sáng cũng không cần đài. Tức là ở đây các vị nhớ kỹ rằng gương là nó tự sáng chứ không phải do mình lao nó mới sáng. Các vị hiểu ý này không? Có thể dính bụi, chúng ta không thấy được gương, nhưng bản chất sáng của gương thì vẫn hằng sáng. Bây giờ tôi nói các vị, hôm nay trời gì? Trời chuyển mưa đúng không? Các vị có thấy mặt trời không? Nhưng mà thật sự mặt trời có lu mờ không? Có tối không? Cái này tối là do mây che, chúng ta không thấy mặt trời. Chứ bản chất mặt trời không do mây che mà nó không sáng. Mây che là chuyện của mây, còn nó sáng là vốn sáng. Cho nên ngài mà nói gương sáng chẳng phải đài.
bản lai vô nhất vật, xưa nay nó không từng dính bụi bặm. Sự thật bụi là cái bu bám bên ngoài thôi, còn bản chất gương vốn là sáng mà. Giống như viên kim cương, chúng ta áo sình bên ngoài, chúng ta nghĩ viên kim cương lu mờ. Kim cương làm gì lu mờ? Sình bám là chuyện của sình, còn kim cương sáng vốn sáng. Tại chúng ta không thấy sáng thôi, chứ bản thân nó vốn sáng, do sình chúng ta không thấy thôi. Cũng như ngài nói là bản chất giác ngộ bồ đề của mỗi con người, nó vốn tự sáng tự giác ngộ mà. Chỉ vì phiền não ngăn che mà chúng ta không nhận ra được tánh giác đó. Ý ngài muốn nói như vậy. Cho nên hà sứ nhã trần ai, nó vốn đâu có dính bụi trần đâu mà lao. Đây là cái cách nói về lý. Hiểu thì rất là hay, nhưng mà để gọi là ứng dụng tu tập cái này, trăm nan vạn nan với tất cả mọi người chúng ta. Cho nên chúng ta phải ứng dụng theo cái cách của ngài Thần Tú là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Có thể ngộ được nhất thời hay không không cần biết, nhưng mà có thể ngộ từng phần, gọi là tùy phần giác. Tức là giác ngộ từng phần trong cuộc đời, tức là tùy cái mức độ nhận ra của chúng ta để kiểm soát, kiềm chế và thay đổi cái những cái tập khí tánh xấu của chúng ta từng bước. Cái này chúng ta phải để ý rất rõ. Cho nên chúng ta phải xài theo câu kệ của ngài Thần Tú là thời thời cần phát thức, tức là cần phải lau chùi trong từng giờ từng giấc. Chớ để dính bụi bặm là chớ để dính bụi trần, chớ để bị phiền não xâm nhập. Có nghĩa là hãy chánh niệm, hãy làm chủ, hãy công phu trong từng giờ. Đừng để mình bị lôi cuốn bởi sáu trần, đừng để mình chi phối bởi dục vọng, đừng để mình bởi tài sắc danh thực thùy đó chi phối và lôi cuốn chúng ta. Phải cảnh giác tự tâm mình trong từng giờ từng phút. Đó là cái cách dạy của Thần Tú. Và chính cái cách dạy này ta mới dễ dàng ứng dụng được theo ngài. Ta không phải là viên kim cương. Mặc dầu tổ dạy, Phật dạy, bản thân chúng ta ai cũng có viên kim cương, nhưng mà chúng ta chưa phải. Chúng ta nhận ra được là chúng ta có, nhưng mà trên vấn đề chúng ta không thấy. Chúng ta hiện đang là cục mút, chúng ta đụng đâu là dính đó. À, có phải không? Ở đây có cái này nè. Cái này gì? Hả? Cái này khăn giấy, gần như đụng nước vậy sao? Đâu dám đụng đâu. Để hơi thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng vì đây là khăn giấy cho nên đụng nước là ướt liền. Vì vậy muốn khăn giấy khô thì phải làm sao? Phải bảo vệ, làm sao ngăn cách đừng để thấm nước, để cho giấy này khô. Còn bây giờ đây là viên kim cương hay là một cái vật thể nào không thấm nước thì có thả ngâm vô đề thì sao? Không thấm gì cả. Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu cái điều này là chúng ta đụng gì dính đó. Đụng tài dính tài, đụng sắc dính sắc, đụng danh dính danh, đụng thực dính thực. Ăn ngon mặc đẹp ngủ kỹ, mọi thứ trong cuộc đời cái gì cũng dính, tức là giống như tờ giấy. Vậy mà cái gì cũng liều mạng nhào vô thì sao? Thì cái gì cũng dính chứ sao? Như vậy thì ở đây cái cách thức tu hành trong cái cuộc sống thực tế về con người, về bản tính của một phàm phu là hãy thời thời cần phát thức, biết tôi là giấy. Cho nên vì vậy tôi có một cái khoảng cách nhất định với nước. Với nước của tài, với nước của sắc, với nước của danh, với nước của thực, với nước của thùy. Hiểu ý này không? Vậy thì chúng ta có một cái khoảng cách nhất định để bảo vệ chính mình. Cho nên chúng ta không phải là kim cương, cho nên không phải liều mạng. Vì vậy chúng ta có thể nhờ vậy mà tu nhất kiếp, tức là mức độ bào mòn nghiệp chướng, và giúp cho chúng ta từng ngày từng bước hoàn thiện mình hơn. Và vì vậy sau đó rồi chúng ta sẽ có cơ hội giác ngộ, và ít nhất chưa giác ngộ được cũng trong sạch quá chính bản thân mình, và ít nhất cũng làm cho mình bớt đi dai trả rất nhiều nghiệp chướng của trần ai. Ta hiểu được điều này không? Như vậy thì ở đây cái cách thức tu hành đầu tiên của một con người, nhất là những người cư sĩ, hãy tập bớt dai trả trong cuộc đời, và tập bớt đối duyên xúc cảnh bằng những cái mà khó kiềm chế chính mình. Nếu ý thức được mình là giấy thì chúng ta phải có một khoảng cách nhất định, chứ đừng liều mạng. Còn bao giờ kim cương thì muốn nhảy đâu nhảy, không sao. Cho nên khi hiểu được điều đó, cho nên chúng ta phải thực hiện theo cái dạng là hãy tu nhất kiếp.
đời này cứ tu gieo trồng, có thể đời này chưa đủ cái sức giác ngộ thì có thể tu thêm nhiều đời nữa. Cũng vậy, một quan niệm cực lạc Tây Phương cũng thế thôi. Vãng sanh không có nghĩa là thành Phật, nhưng mà phải đủ duyên, đủ phước báo với vãng sanh. Không thể nói niệm Phật là về lải nhải vài ba tiếng là vãng sanh. Chúng ta đừng có cho cái câu mà nói chuyện là làm dễ quá, làm chơi mà ăn thiệt. Đó là tưởng tượng thôi. Nếu mà có một con đường mà tưởng tượng được như vậy, ngày xưa Đức Phật không có khổ công khổ hạnh tôi luyện cho chính mình hàng chục năm như vậy, không có những cái con đường đơn giản như vậy mà Đức Phật không nhận ra. Đừng có tưởng tượng ai hay hơn Đức Phật, không có đâu. Tất cả chỉ là phương tiện để giúp cho trình độ căn cơ kém cỏi của chúng sinh để tập theo luật dạy và tu hành để gieo duyên đó. Còn sự thật, cái nào cũng phải cần có sự dụng công, nhưng có những pháp môn nó thích hợp với đại đa số căn cơ của chúng ta đang là. Vì chúng ta là người công ăn việc làm, chứ không phải chúng ta ăn ở không. Cho nên đôi khi trong khi làm chúng ta vẫn niệm Phật được, nấu cơm vẫn niệm Phật được, chăm sóc con vẫn niệm Phật được, làm trong công sở vẫn niệm Phật được, lái xe vẫn niệm Phật được. Chúng ta thấy dường như nó gần gũi, và mặc dầu mình không có nỗ lực nhiều, nhưng mà thấy lòng mình lúc nào dường như cũng có tu. Và vì vậy chúng ta cảm thấy gần gũi và thích hợp với cái cách này hơn. Nhưng mà chúng ta cho như vậy là đủ. Sự thật ra ngàn đời chấp lại chưa đủ nữa. Nhưng mà gì? Muốn khuyến quá người thế gian tu hành, cho nên phải nói mọi cách hấp dẫn nhất để cho chúng ta có thể là yên tâm và có niềm tin để trên lộ trình tu tập. Vì vậy người Phật tử khi tu tập là phải thật hiểu tu là gì, ngộ là gì, chứ không phải đến với Phật pháp bằng tưởng tượng. Đạo Phật không phải là một loại tôn giáo, nên nhớ là như vậy. Ai hiểu đạo Phật tôn giáo là sai, ngàn đời không bao giờ biết Phật giáo là gì. Nếu chúng ta gắn hai chữ tôn giáo vô, không bao giờ nhìn được về cái thực của đạo Phật. Đó là tại chúng ta tự gắn. Chúng ta đeo kính mù để nhìn về Phật giáo thì kệ chúng ta. Đeo kính màu đen thì thấy các sự vật là đen, đeo kính màu đỏ thấy các sự vật là đỏ, đeo kính màu xanh thấy các sự vật là xanh. Đó là tại chúng ta đeo kính màu để thấy về Phật giáo. Còn tự thân của Phật giáo không do cái kính màu của chúng ta mà nó đổi màu. Phật giáo là như vậy đấy. Vì ở đây chúng ta nhìn với lăng kính nào đó là quyền tự do của chúng ta. Chúng sai đó cũng tùy là chúng ta. Trên nguyên tắc lời Phật dạy là một lời thực. Cho nên tu hành theo Phật giáo phải là tưởng tượng. Tu như vậy để tưởng tượng mai này gì đó, sau khi chết là gì đó. Đây chúng ta từng nói như vậy. Ăn uống cho khắc khổ, hì hục lại Phật, chịu thương chịu khó, đau khổ muốn chết mà ngán chịu đựng, để nghĩ sau khi chết để về đâu đó, lên đâu đó, tất cả mọi thứ. Đây là máy móc ảo tưởng. Đạo Phật không phải có cái kết quả bằng những cái lăn lộn ì ạch đó của chúng ta. Chúng ta nên nhớ, nếu mà lăn lộn ì ạch vậy mà giác ngộ được á, thì quá trình mà khổ hạnh á, Đức Phật giác ngộ rồi. Đức Phật khổ đau sắp chết như vậy là Đức Phật đã quá công đức rồi. Chứ Đức Phật đâu có nói tất cả những cái đó là tu lầm lạc, là cực đoan, mà cái sai lầm Ngài đã từng thí nghiệm trong cuộc đời của Ngài từ ban đầu vậy đâu. Cho nên tu học theo Phật không phải để tưởng tượng, mà tu theo Phật các vị phải hiểu rằng tại sao tôi làm như vậy. Chứ phải làm như vậy để mai được gì. Vậy thì cái chuyện sau khi chết là chuyện nguyên tắc, nhưng mà điều quan trọng nhất là thực tế nếu không có được sự an lạc và an lòng về pháp môn đó và cái cách hành trì đó, thì sau khi chết chúng ta cũng không có được gì đâu. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên Đức Phật đã từng dạy trong các kinh, Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy được người trí tự mình giác hiểu. Vậy thì ở đây chúng ta tự uống nước, chúng ta tự đã khát, chúng ta ăn là chúng ta tự no liền. Vậy thì chúng ta buông xả thì chúng ta tự hạnh phúc liền. Bây giờ giận chồng quá, chồng làm cái gì đó, ôm tiền đi chơi gì đó, hoặc là làm cái gì nói xúc phạm mình gì đó, hận quá, khổ không? Khổ. Nhưng mà mình hiểu được tới nơi tới chốn tại sao chồng lại vậy, mọi thứ như vậy, mà chúng ta nghĩ rằng mình giận đó được lợi ích gì. Tự nhiên mình hiểu được như vậy, thôi tha thứ cho chồng, 10 ngày sau mới đỡ khổ không? Hay là ngay chỗ tha thứ đỡ khổ liền?
như vậy ngay chỗ chúng ta buông xả cái ý niệm đang dính mắc, đang giận đó, ngay đó hạnh phúc liền. Chứ tại sao là buông xả hôm nay đời sau mới nhận được à. Đâu có những cái vô lý như vậy à. Chúng ta đừng có nên suy nghĩ như vậy, phải hiểu cho đúng. Phật pháp chúng ta không phải là một là dạng gọi là tín ngưỡng không. Tín ngưỡng là thói quen của quần chúng. Còn lời Phật dạy nó không dựa vào thói quen đó, mà đó là một sự ứng xử thay đổi. Cho nên khi ở bên Đức tôi có giảng cái bài giảng tại Đức đó, ở Phan Phuộc á, là cái bài giảng là tập buông xả. Tôi có nói với các vị là khi chúng ta cầm một gánh nặng như thế này, chúng ta mòn mỏi tay, chúng ta đau khổ, chúng ta nhức tay, và như vậy chúng ta muốn hết nhức chúng ta phải làm gì? Tự thân chúng ta hiểu là như vậy mà. Nhưng mà đa phần các vị tu hành, các vị không có tu cái kiểu đó. Các vị ôm một đống như thế này, nhức mỏi khổ đau quằn quại, cái các vị mới ôm nó lên Đức Phật. Cái Đức Phật gặp Đức Phật Thích Ca, quyền năng Ngài, có đạo đức Ngài, có thần thông, cho nên mới nguyện giái: Phật ơi, con ôm cái gánh nặng này khổ đau quá, quằn quại quá, và tay con mỏi quá, nó sắp sụi rồi, nó thậm chí nó liệt luôn á. Và Phật hoan hỷ làm sao độ hộ giúp cho con gì đó, cho con vẫn ôm vậy nè mà con đừng có khổ. Đức Phật nói: tao bó tay với mày đi. Sự thật các vị hiểu cái gì? Đức Phật thấy chúng ta vậy, Đức Phật mới có cái cách dạy chúng ta. Đức Phật nói: con à, sở dĩ cái tay con nhức, sở dĩ cái tay con đau là do con cầm nhiều quá, con ôm chặt quá, con ôm lâu quá. Điều quan trọng nhất muốn hết á thì con bỏ nó xuống đi. Còn chúng ta không, con giữ mà làm sao đựng khổ. Chúng ta là vậy thôi. Vậy ngày nào mà chúng ta hết khổ thì chúng ta tưởng tượng, chúng ta cứ ngồi để chúng ta nghĩ Đức Phật ám si bùa gì đó à, ngồi trên cao đầy đủ thần tông ám vô cái ôm nhiều nữa mà nó không khổ, nó không đau. Nhờ Đức Phật độ cho nên có thể ôm hơn nữa mà nó không đau. Ở đâu ra chuyện đó chỉ tôi với không có chuyện đó được. Xin thưa các vị, ít phút nữa chúng ta kết thúc đi, chuông đi đổ nữa rồi. Rồi, vậy thì bây giờ hiểu được lời Phật dạy, chúng ta hãy ứng dụng nỗ lực hành trì bằng cả một niềm tin và sự phấn đấu của chúng ta. Sự tu học là chuyện không phải dễ bằng tưởng tượng, nhưng tất cả mọi thứ đều có giá trị của chính nó. Không có một hành động nào không có giá trị của chính nó. Nên nhớ là như vậy. Cho nên sự nỗ lực dụng công của chúng ta đúng đường đúng lối, chúng ta sẽ từng bước được thảnh thơi và cảm thấy nhẹ nhàng. Nhất là những người cao tuổi mà càng tu hành, chúng ta mới có thể quên và tạm lắng dịu được ký ức. Còn bằng không, chúng ta không khổ đau với thực tế, chúng ta không khổ đau chén cơm manh áo, nhưng ký ức làm cho chúng ta vật vã và có thể điên loạn và có thể mất trí nhớ, thậm chí làm cho chúng ta lẫn đi. Đây là cái điều mà trong quá trình tu tập chúng ta tự chứng nghiệm được như vậy. Cho nên ứng dụng hành trì tu tập làm theo lời Phật dạy là một điều khó khăn, nhưng người tu Phật có niềm tin thì chúng ta hãy giữ vững lập trường tinh tấn để mà giúp cho mình vượt qua những thử thách, để chứng minh được bản lĩnh của mình và nhận ra được lời Phật dạy về một pháp môn nào chúng ta thấy ứng dụng thích hợp. Chúng ta xem xét lại mình: sân nhiều, si nhiều, tham nhiều, đố kỵ nhiều, ganh tị nhiều, hay cái gì đó nhiều, hãy dùng pháp môn đối trị cái đó ngay. Cái gì nhiều hãy đối trị ngay cái đó, để từng bước giúp cho mình thoát khỏi những ràng buộc và chi phối của tất cả những loại phiền não nhiễm ô này. Thời gian không cho phép hơn, chúng tôi xin dừng bài giảng tại đây. Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Chúc các vị luôn thành công và hạnh phúc trên đất người. A Di Đà Phật. Thời gian không cho phép rồi, thôi mời các vị khởi tâm hồi hướng để kết thúc. A Di Đà Phật. Nguyện